Ok. Có mic chưa nhỉ? Rồi, ok. Hello các bạn, có bạn nào tham gia livestream chưa nào? Hôm nay thì cô Ngọc sẽ chữa đề thi thử học kỳ 1. Và đề chúng ta vừa mới thi thử xong đúng không? Thì cô Ngọc sẽ chữa này. Sau đó thì trong quá trình mà chúng ta chữa có điểm của anh Đức đã tổng kết thì cô Ngọc sẽ công bố luôn điểm ngày hôm nay. Nhưng mà không biết là đề hôm nay có khó không mà thấy các bạn kêu là không làm đủ thời gian. Rồi, cô giáo xin chào Cẩm Tú, chào Lâm Linh, chào Như Quỳnh. Cô giáo xin chào bạn Thúy Hiền. Rồi, xin chào tất cả các bạn. Nào, xin chào bạn Tuấn. Ok, các bạn đã tham gia livestream rồi thì cho say hi nhé, để cô giáo được nhìn thấy comment của chúng ta này. Rồi, cô giáo xin chào bạn Chu Thảo. Đấy, đây là những bạn đang tham gia livestream cùng với cô. Chúng ta vừa mới làm xong đề thi thử và đây là đề thi thử học kỳ 1, đúng không? Trong lớp Lite thì cô Ngọc đã cập nhật 10 đề thi thử học kỳ 1 lên cho các bạn rồi. Đấy, bây giờ từ hôm nay cho đến 2 tuần tới chúng ta sẽ chuẩn bị thi học kỳ 1. Thì các bạn cứ ôn đúng cho cô 10 đề đấy, chắc chắn đi thi sẽ được 9-10, được chưa? Còn đề ngày hôm nay thì cô giáo sẽ giúp cho các bạn, đấy, chúng ta sẽ thử cọ sát như kiểu đề thi thật ý. Là đặt kê đúng thời gian là 1 tiếng, sau đó chúng ta chấm trước để xem chúng ta được bao nhiêu điểm. Và hứa hẹn như là đề này giống như là cái điểm thi thật học kỳ 1 của chúng ta trên trường, được chưa? Rồi, cô giáo xin chào bạn Nguyễn Ngọc Thùy Dung. Bài đục lỗ hay quá cô. Rồi, xin chào bạn Cao Thị Việt. Ok, xin chào bạn Yến đang học bài. Ba bài đọc quá là dài luôn ạ. Rồi, xin chào bạn Vũ Hương Giang. Rồi, xin chào bạn Tâm Võ. Ba bài đọc quá là dài luôn ạ, đúng không? Đấy, đây là chúng ta bắt đầu vào giai đoạn luyện đề. Khi mà các bạn học ấy, kiến thức về phần nền tảng thì tức là chúng ta học chuyên đề nào thì chúng ta làm bài tập phần đấy. Có thể chúng ta sẽ làm được hết, chúng ta cảm thấy dễ vì vừa học lý thuyết xong làm bài tập. Tuy nhiên khi đặt vào luyện đề thì chúng ta sẽ cảm thấy khó hơn. Vì trong 50 câu, trong vòng 60 phút chúng ta giải quyết rất nhiều dạng bài. Đặc biệt chúng ta có hai bài đọc hiểu và chúng ta có một bài đọc điền. Hôm nay thì bài đọc điền cô giáo theo dòng sự kiện là chúng ta có gì ạ? Hoa hậu Hòa bình Thế giới là Nguyễn Thúc Thủy Tiên đúng không? Thế nên cô giáo cho một bài đọc điền là liên quan luôn đến dòng sự kiện đấy. Đấy đúng không? Thủy Tiên, the first Vietnamese beauty to win the Miss Grand Crown, đúng không ạ? Và hai bài đọc hiểu của cô thì không có gì là dài cả, đúng không? Các bạn thấy là độ dài rất vừa phải nhá, ok? Và chủ đề của chúng ta nằm trong 6 cái unit ở cái quyển sách tiếng Anh. Tức là theo đúng như là cái lộ trình học kỳ 1 của chúng ta được học trên trường. Đấy, ok? Đọc điền hay quá cô ạ, rồi. Ok, bài đọc đỉnh quá ạ, ok. Có vẻ thích bài đọc đúng không? Ok, một dấu hiệu rất tốt. Tưởng sợ bài đọc và hiểu bài đọc điền cơ à. Lại tên là bây giờ làm bài mà nhận được ra rằng là cái bài đọc nó rất hay ý, thì đấy nó là một sự thành công đối với lại 2K4 rồi. Bởi vì thường là rất sợ đọc hiểu, nhìn vào đã thấy lú rồi. Nhưng mà đây nhìn vào cái thấy hay. À, thế là một cái dấu hiệu cực kỳ tốt nhá. Rồi, chúng ta có 5 phút để ngắm cô à. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào buổi live ngày hôm nay. Cô Ngọc sẽ chữa chi tiết, đấy à. Và chúng ta sẽ có đáp án toàn bộ 50 câu. Đấy, lát nữa thì cô Ngọc sẽ công bố bảng điểm nhá. Mỗi một tuần thì chúng ta sẽ được tổ chức một buổi thi. Và các con nhớ cho cô giáo này, đó là vào buổi thứ ba hàng tuần, nhớ không? Thì cô Ngọc sẽ livestream chữa bài thi thử cho mình. Và từ hôm nay cho đến 2 tuần tới thì chúng ta sẽ thi thử học kỳ 1 để lấy điểm 10 môn tiếng Anh trên lớp, đấy ạ. Rồi, bạn Trần Hương Giang còn nói là đề khó cô ơi, đúng không? Ok, thế bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào buổi live ngày hôm nay nhé. Các bạn nhớ comment tích cực cho cô Ngọc này, được chưa? Coi như là điểm này như kiểu điểm thi học kỳ 1 trên trường mình luôn, được chưa? Cô giáo sẽ gọi tên các bạn và ghi điểm lên đây nhá. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào buổi live hôm nay. Cô giáo sẽ tắt cái cam của cô đi nhá, để các bạn tập trung vào cái bài giảng này cũng như là phần đề, được chưa? Cho nó to và rõ ràng. Bây giờ cô giáo sẽ tắt cô đi nhá. Ok. Nào các bạn nhìn rõ. Ok. Nào bây giờ chúng ta tập trung vào bài giảng ngày hôm nay nhá. Đầu tiên ấy, đó chính là phần bài gì ạ? Phần bài phát âm, đúng không? Phần này là phần mà ăn điểm tuyệt đối. Nhìn vào câu 1 này, câu 1 nó là phần gì ạ? À, nó đố phiên âm của nguyên âm. Đấy, nguyên âm ý, thì nhớ bao giờ chắc chắn nó sẽ khó hơn phụ âm. Đấy, cô giáo xin mời bạn đầu tiên, cô giáo đọc đáp án. Đó là một bạn trong lớp Lite T này, còi tâm đúng không? Bạn đưa ra đáp án như sau, A-C-A-D-A, đúng không? A-C-A-D-A. Chúng ta thử xem là cô giáo đang chép đáp án của bạn ý lên, xem đúng hay sai nhá. Nào bây giờ các bạn nhìn vào câu hỏi số 1 cho cô. Với câu số 1 thì các bạn thấy là ở đây người ta gì nhỉ? Có 4 từ gạch chân chữ A.
Với đáp án A chúng ta có đuôi x này này, đó là một tính từ, chúng ta đọc cho giá từ này là academic. Đọc là academic thì nó sẽ làm e bẹt cho cô nhé, academic. Tiếp theo ở đáp án B chúng ta có từ này là nhà quản lý đúng không? Mình đọc là gì ạ? Administrator. Administrator, như vậy chúng ta đọc là ơ, đúng không ạ? Ơ ngắn ý, ơ, administrator, trong âm sẽ dâm thứ hai, âm ơ. Ở đáp án C chúng ta có từ này là động từ, nó có nghĩa là gì? Đăng ký, nộp đơn xin việc, mình đọc là apply. Apply thì đây sẽ là âm ơ ngắn này. Và đáp án D thì chúng ta có từ gì ạ? À, hấp thụ, đúng không? Hấp thu. Tất cả các từ này đều có trong sách giáo khoa ở học kỳ 1 nhé bạn nhá. Vì đề học kỳ 1 mà. Chúng ta có từ gì? Absorb. Absorb thì nó là âm gì? Âm ơ ngắn, đúng không? Như vậy thì đáp án chính xác của mình là e bẹt này, ơ ơ ơ. Đáp án chính xác của chúng ta đúng là đáp án đây. Đấy, bạn Tâm này đúng rồi đây này. Tiếp theo, Trường Trung học câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2 thì đó là một câu phát âm đuôi ed. Với những bạn nào bây giờ vẫn còn không biết đuôi phát âm ed như thế nào thì chúng ta xem ngay cho cô, được chưa? Đuôi ed thì chúng ta sẽ có mấy cách phát âm theo quy tắc, có 3 cách phát âm theo quy tắc, đúng không ạ? Cách phát âm thứ nhất thì chúng ta sẽ phát âm như thế nào đây nhỉ? Ba cách phát âm đuôi ed này theo quy tắc, đúng không? Cách thứ nhất thì chúng ta sẽ phát âm là gì? Đọc là it. Cách thứ hai chúng ta phát âm là gì? Phát âm là t. Và cách thứ ba thì chúng ta phát âm là d, đúng không? Hay trường hợp thứ nhất thì các bạn thấy này, cái từ này trước khi mà nó thêm đuôi ed thì nó kết thúc bằng t, cho nên âm t, cho nên mình sẽ đọc là addicted. Đấy, ok. Ở đáp án B chúng ta có gì? Từ này trước khi thêm đuôi ed này thì nó cũng kết thúc bằng gì nhỉ? Âm t. Đấy. Nó kết thúc là kết thúc bằng chữ e, nhưng mà cái âm e này nó bị câm, nó không phát âm, cho nên là nó sẽ kết thúc âm tờ. Vậy chúng ta là contributed, tức là nó giống hệt đáp án A. Ở đoạn C thì các bạn thấy là trước khi thêm đuôi ed thì nó kết thúc bằng âm gì ạ? À, nó kết thúc bằng âm p. Develop thì nó sẽ là p tờ. Đó. Và D thì mình sẽ có từ này trước khi thêm đuôi ed thì kết thúc là âm d, chúng ta đọc là downloaded. Như vậy thì các bạn có cho giáo đáp án chính xác sẽ là đáp án gì? Đáp án C, developer, đúng không ạ? Rồi, ok. Chuyển tiếp Ngọc câu hỏi số 3. Câu hỏi số 3 thì đây là hai câu trọng âm này. Với những bạn nào bây giờ còn đang mất gốc tiếng Anh, chúng ta chưa biết một đề thi thật sự Trung học phổ thông quốc gia cấu trúc là nó gồm các cái dạng bài nào, thì đây chính là một đề thi mà nó có cấu trúc giống hệt đề thi Trung học phổ thông quốc gia. Đấy, đúng chưa? Cho nên các bạn chú ý ôn giáo nhá. Nào, câu này thì chúng ta chọn đáp án gì nào? Nào, câu số 3. Ở đây nhá, cô giáo vừa nhận được bảng điểm các bạn ơi, nhanh quá. Hoàng Trí Đức, em gửi chị bảng điểm. Ok. Rồi, bảng điểm xem nào. Có bạn nào điểm 10 không? Trần Linh à? Trung học phổ thông Hoài Đức B, Hà Nội 9,8. Không ai được 10 rồi. Trần Ba, Trung học phổ thông DT, Quảng Ninh 9,8. Đinh Thị Cẩm Tú, Trung học phổ thông Đức Chính, Quảng Ninh 9,8. Như vậy hôm nay thì các bạn thấy cho cô giáo này, một loạt, đây là trên 9 điểm, đúng không? Thì ở đây chỉ có là 3, 1, 2, 3, 4. 4 bạn được 9,8, 4 bạn được 9,6, 4 bạn được 9,4, 6 bạn được 9,2 và khoảng tầm chục con 9 nữa. Như vậy là điểm trên 9 ngày hôm nay thì nó sẽ rơi vào tầm... Ôi sao lại không zoom lại đường này? Nó rơi vào tầm bao nhiêu đây ạ? Bao nhiêu bạn nhỉ? 30 ạ? 30. 30 trừ 2 cộng 1. 29 bạn đúng không? 29 bạn trên 9 đúng không ạ? Và điểm thấp nhất của chúng ta là một số bạn đã được 1,4 này, 1,6 này, 1,8. Đấy, ok. Rồi chúng ta phải cố gắng hơn nhá. Ba bạn đứng đầu vào buổi live ngày hôm nay, buổi thi ngày hôm nay này, bạn Linh này, bạn Trần Ba và bạn Cẩm Tú, thì chúng ta nhắn tin cho page của cô nhá, để cô giáo sẽ tặng các bạn cuốn 35 đề tuyệt đỉnh môn Anh, đúng chưa? Cuốn này thì sẽ giúp chúng ta có thể tự học, bởi vì là cô giáo đã có toàn bộ đáp án chi tiết này và bảng từ vựng ở trong cuốn 35 đề này rồi. Các bạn ôn đến khi nào mà có đề thi chính thức ấy, đề thi minh họa chính thức là kịp là vừa, đúng không? Đấy, thì cô giáo sẽ tặng các bạn ba cuốn này nhá. Như vậy là hôm nay thì không có bạn nào được 10 điểm cả. Tuy nhiên thì với đề này mà được 9,4 là cũng rất là chắc, rất rất chắc rồi, được chưa? Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ nào đến với câu số 3. Nào, câu số 3 của chúng ta thì nhìn nào. Ở đây chúng ta có đáp án A, mình đọc là gì? Unique. Unique thì nó sẽ là trọng âm dương thứ hai. Ở đáp án B chúng ta sẽ có từ này là gì nhỉ? À, nó là động từ đúng không? Là chuyên môn hóa về cái gì? Mình đọc là specialized. Đọc là specialized thì nó sẽ là trọng âm 1 đúng không ạ? Ở đáp án C chúng ta có động từ, mình đọc là shortlist. Shortlist nó là trọng âm 1. Và D thì chúng ta có từ gì nhỉ? Liên quan đúng không? Tính từ mình đọc là relevant, trọng âm sẽ dâm tiết 1. Như vậy là 2111, đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đáp án gì? Đáp án A đúng không ạ? Bạn Lâm Linh có nói là cô ơi, đến lúc 9 giờ mới nộp thì có kịp không cô? Không, 9 giờ á? 9 giờ thì cô Ngọc đóng link. Nếu như mà
Nếu như mà các bạn nộp kịp ý, thì nó sẽ hiện ra cái chữ là cảm ơn các em đã tham gia kỳ thi gì gì đấy. Đấy, nếu mà kịp nhá. Còn bác bạn phải căn kê thời gian chứ. Đi thi phải bỏ ra khoảng tầm từ 3 đến 5 phút soát lại bài. Tiếp theo chuyển cho Ngọc câu hỏi số 4. Cho nên cô giáo mới bảo là cái khóa lai tê rất là quan trọng. Tại sao bứt phá được điểm số? Bởi vì không chỉ là kiến thức chúng ta phải củng cố lại, mà chúng ta còn tăng cái kỹ năng phản xạ. Nhiều bạn đấy là gì? Làm 50 câu trong vòng 60 phút đề anh như này bạn cảm thấy bị ngợp ấy. Đấy, nhưng mà đề thi của chúng ta là như thế mà, đúng không ạ? Chuẩn đề thi trung học thông gia như thế này mà. Tiếp theo chúng ta chuyển Ngọc câu hỏi số 4. Câu số 4 là đáp án A, chúng ta đọc là gì ạ? Approachable. Approachable thì nó sẽ là trọng âm ấy, trọng âm 2 này. Ở đáp án C chúng ta sẽ có gì? Compassionate. Compassionate thì nó sẽ là trọng âm 2 này. Ở đáp án C chúng ta có từ suggestion, duition này, tion này này, nó sẽ là trọng âm dân tiết đứng đằng trước nó. Vậy chúng ta sẽ có suggestion là trọng âm 2. Và đi chúng ta có danh từ có nghĩa ứng viên, mình đọc là candidate thì nó sẽ là trọng âm mấy? Trọng âm 1. Như vậy ta có 2221 thì đáp án chính xác câu số 4 sẽ là đáp án đi. Trong đề thi thì bao giờ nó cũng sẽ có là một câu trọng âm khó hơn, nó sẽ có từ 3 4 âm tiết trở lên nhá. Đó, như vậy là bạn này đúng hết cả phần trọng âm phát âm rồi. Tiếp theo chủ trung học hỏi số 5. Câu số 5 ở đây đó là một câu liên quan đến thì. Đây là dạng bài thứ 3 này, chúng ta bước vào dạng 3. Nó sẽ rơi từ năm câu số 5 đến câu số 19. Tức là 15 câu ngữ pháp từ vựng. Đấy, những bạn nào mà chắc ngữ pháp thì phần này phải đúng từ 12 trên 15 trở lên nhá. Câu hỏi số 5 của chúng ta là một câu hỏi về thì. Nếu mà nói đến câu thì ấy, thì chúng ta phải xác định được cái dấu hiệu. Dấu hiệu của thì. Đấy, thì với cái câu số 5 các bạn nhìn là it was during, đúng không? Thế khi mà chúng ta nhận thấy với câu trước mà có cụm là it was during the gì gì đấy này này, thì nó dịch là vào những năm 1950, đúng không ạ? Mình dịch là vào những năm 1950. Khi mà mình có cái dấu hiệu như thế này nhá, đó, một cái cụm từ như này, vào những năm nào, thì cái khoảng thời gian trong quá khứ này này, chúng ta sẽ chia thì gì? À, chia thì quá khứ đơn, đúng không? Chia ở quá khứ đơn vì việc đã xảy ra và hoàn tất trong quá khứ rồi. Câu này dịch là vào những năm 1950 thì TV đen trắng này đã trở thành một phần trong gì? Những gia đình Mỹ. Đấy, như vậy thì là cái hành động đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ. Chọn đáp án là quá khứ đơn. Became, đáp án là A, đúng chưa? Như vậy là bạn Tâm đúng không? Ừ, đúng hết, 5 trên 5, 10 điểm. Tiếp theo cô giáo sẽ gọi bạn thứ hai đưa ra đáp án từ câu hỏi số 6 đến câu số 10 nhé. Rồi, cô giáo nhìn thấy đáp án của bạn Tú Anh như sau này. Tú Anh đưa ra đáp án này, BAADB, đúng không? BAAD. Câu số 10 bạn chọn đáp án là B. Rồi bây giờ chúng anh nhìn vào câu hỏi số 6. Câu hỏi số 6 của chúng ta đây là kiến thức về phần câu hỏi đuôi. Câu hỏi đuôi thì mình nhìn này, phía chân thuật đang để ở dạng khẳng định. Như vậy phần đuôi của chúng ta phải ngược dấu, nó sẽ là phủ định. Phủ định mà phần khẳng định người ta đang sử dụng động từ thường chia ở thì quá khứ đơn. Như vậy thì suy ra phần đuôi sẽ phải sử dụng trợ động từ, đúng không? Đối với lại thì quá khứ đơn đó là đứt. Đứt mà lại là phủ định thì nó sẽ là didn't. Vậy nhìn vào 4 đáp án ABCD, chỉ có đáp án B là chính xác thôi, nó sẽ là didn't he. Câu này dịch thế nào? Tom invited us to come to his party, didn't he? Tom thì đã mời chúng tôi đến bữa tiệc của anh ấy, phải không? Đúng không? Tiếp theo câu hỏi số 7. Câu số 7 của chúng ta thì nó có cái cấu trúc này, it is high time. Thế cái cấu trúc này như thế nào nhỉ? It is này, sau đó cộng với thêm từ high hoặc không có từ high cũng được. Sau đó cộng từ time, thì chúng ta sẽ cộng với mệnh để chia ở thì quá khứ đơn nhá. Và cái cấu trúc này thì mình sẽ dịch là đã đến lúc làm sao. Thế trong câu số 7 thì mình sẽ dịch như sau này. Đã đến lúc ấy, bọn trẻ phải chuẩn bị cho bài học. Chấm 8 giờ tối rồi. Như vậy thì phải chia thì quá khứ đơn. Suy ra động từ ở đây của chúng ta nó sẽ là prepared, đúng không ạ? Rồi prepared của chúng ta sẽ là chuẩn bị. Tiếp theo câu số 8 này. Câu số 8 ở đây thì kiến thức nó sẽ là về phần to verb, verbing. Phần này cũng là một phần dễ ăn điểm. Chúng ta chỉ cần học thuộc cho cô giáo các cái động từ mà theo sau nó là to verb hoặc theo sau là verbing. Thì ở đây chúng ta thấy câu số 8 ý, nó có động từ enjoy. Enjoy cộng với verbing thì nó có nghĩa thích làm gì. Vậy câu số 8 này mình sẽ dịch này. We enjoy spending time together in the evening when the family members gather in the living room after a day of working hard. Chúng tôi thì rất là thích dành thời gian cho nhau, đúng không? Và mỗi tối khi mà các thành viên trong gia đình thì tề tựu đông đủ ở trong phòng khách này sau một ngày làm việc chăm chỉ. Như vậy chúng ta có enjoy cộng verbing thì đáp án chính xác sẽ là spending, đúng chưa? Rồi tiếp theo chuyển cho Ngọc câu hỏi số 9. Câu hỏi số 9 của chúng ta đó là một câu hỏi liên quan đến phần liên từ. Liên từ này, đầu tiên các bạn nhìn là ở đây nó có khuyết hai chỗ trống, đúng không? Khuyết hai chỗ trống thì cái cách làm của cô Ngọc hướng dẫn các bạn đó là hãy chọn ra cái chỗ trống mà dễ điền hơn để giúp mình loại trừ đáp án.
với chỗ trống đầu tiên các bạn thấy dễ hơn. Vì đấy, các bạn nhìn nhá, ở đằng sau ô trống cần điền ấy là the cost of operating green energy is low. Đây là một mệnh đề. Chúng ta có chủ mới có động từ thì nó là một mệnh đề, đúng không? Mệnh đề thì các bạn sẽ loại trừ ngay được cho cô giáo đáp án A và đáp án B. Bởi vì nếu như mà các bạn sử dụng despite nhá, thì despite nó sẽ bằng với in spite of, đằng sau sẽ phải cộng với danh từ hoặc là verb in chứ, hoặc là cụm danh từ, chứ không thể nào mà cộng mệnh đề được. Như vậy chúng ta còn C với D. Tiếp theo các bạn nhìn C thì tự đáp án C nó sẽ loại trừ nó luôn. Bởi vì trong tiếng Anh thì although không bao giờ đi với but, mà because thì không bao giờ đi với so. Đấy, các bạn nhớ cái câu đấy. Because không bao giờ đi với so, mà although thì không bao giờ đi với but. Bản thân từ although ấy, xong rồi phẩy một cái, nó đã mang nghĩa là mặc dù thế nhưng rồi. Bản thân because phẩy một cái, nó đã mang nghĩa là bởi vì thế nên rồi. Chứ các bạn đừng có mà dịch là mặc dù thế nhưng các bạn cho but vào, bởi vì thế nên các bạn cho so vào. Này là sai. Đấy là các bạn dịch theo kiểu thuần Việt ấy. Còn khi mà nói đến cấu trúc, nói với cấu trúc tiếng Anh thì chúng ta phải học thuộc là although thì không đi với but, mà because thì không đi với so. Cho nên là ở đây đã có although mà lại còn có but nữa, nó tự loại trừ nó, đúng không? Vậy chúng ta sẽ chỉ còn đáp án đi thôi. Và câu này thì chúng ta dịch thế nào? Đấy, với một câu hỏi như thế này thì rõ ràng chúng ta không cần mất thời gian để mà dịch bài, đúng không ạ? Mặc dù giá của nguyên liệu thì đã giảm, đúng không? Phải, nhưng mà giá để xây và lắp đặt, đúng không? Thì nó lại rất là cao, được chưa? Rồi, một bên là thấp, một bên là cao thì đương nhiên là hai mệnh đề đối lập rồi. Tiếp theo, chuyển cho Ngọc câu hỏi số 10. Câu hỏi số 10 thì các bạn nhìn này, chúng ta có bốn đáp án như sau. A của chúng ta là where, B của chúng ta là when, C là how và D là which. Một câu hỏi liên quan đến mệnh đề quan hệ, đại từ quan hệ hoặc trạng từ quan hệ, đúng không? Thế bây giờ cho anh nhìn này. Ở trong cái câu này, nó là một cái câu mà không phải là mệnh đề quan hệ rồi. Chỗ này thì các bạn thấy là nó là một cái mệnh đề trạng ngữ, đúng không? Câu 10 thì mình sẽ dịch như sau này. Khi mà cái sự tiêu thụ thức ăn nhanh được hạn chế thì sức khỏe của con người sẽ được cải thiện đáng kể. Câu này thì chắc chắn là sử dụng khi mà rồi, đúng không? Khi mà sự tiêu thụ thức ăn được hạn chế thì sức khỏe con người được cải thiện, đúng không? Rồi, như vậy thì đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đáp án B. Vậy là bạn thứ hai cô giáo gọi ngày hôm nay là bạn nào đấy? Bạn Tú Anh à? 5 câu đúng, 10 điểm. Tiếp theo, chủ trung học câu hỏi số 11 đến câu hỏi số 15. Cô giáo gọi một bạn khác nhé. 11 đến 15 rồi, cô giáo xin mời một bạn, đó là bạn Nguyễn Thảo. Bạn đưa ra đáp án như sau này. A, D, C, D, A, đúng không? Bây giờ cho anh nhìn câu 11. Đây chính là câu mà đi thi nhá, sẽ là một câu phân loại. Phân loại những bạn là học sinh giỏi ấy, từ 8 hất lên đến 10, đúng không? 8, 9, 10. Bởi vì đây là câu liên quan đến thành ngữ, idiom. Mà thành ngữ thì trong đề thi nó chỉ có một câu thôi. Thường nó chỉ có một câu thành ngữ, một câu cụm động từ. Đó là những câu phân loại. Và thành ngữ thì không thể nào giới hạn được. Càng làm nhiều đề, càng tiếp xúc, ghi nhớ càng lâu, càng tốt. Chứ còn chúng ta không thể giới hạn nó được. Nó giống như từ vựng ấy. Đề thi không thể giới hạn từ vựng, đúng không ạ? Đấy. Với câu 11 thì mình sẽ dịch này. I don't think you have been watering the plants near the gate. The soil is. Tôi không nghĩ rằng là bạn đã tưới cây ở gần cái cổng đâu. Đất trông khô thế cơ mà, đúng không ạ? Thế thì ở đây các bạn sẽ chọn cho nó một cái thành ngữ mà nó mang nghĩa là khô cong, đúng không? Khô, kiểu khô cong nứt nẻ luôn ấy, đúng không ạ? Đấy. Vậy thì bây giờ mình sẽ có as the dry as cái gì? Đây khô thì dry rồi. A của mình là bone, có nghĩa là khúc xương. Đúng không? Và đáp án chính xác của chúng ta chính là đáp án A. Có lẽ là câu này các bạn trong lớp cô sẽ làm đúng đây, bởi vì thực ra là cô giáo đã chữa trong một số đề và cũng như là trong cái quyển 2500 từ vựng ấy, hay là quyển 1600 từ vựng của cô ấy, đã có cái thành ngữ này rồi. Cái thành ngữ này ấy, nó chính là bằng với lại gì? Bằng với extremely dry, đúng không? Extremely là cực kỳ, dry là khô hạn, cực kỳ khô hạn, đúng chưa? Đấy, cho nên ở đây chúng ta sẽ chọn cô giáo là A nha. Bạn nào chưa biết thì ghi vào. Rồi tiếp theo, chủ trung học câu hỏi số 12. Câu 12 của chúng ta là một câu liên quan đến gì? Đến giới từ. Tuy nhiên này, giới từ này đi kèm với động từ broken ở đằng trước thì nó là kiến thức về cụm động từ. Thì đây sẽ là một câu tiếp tục phân loại. Rồi, những bạn nào điểm giỏi. The school is half empty as a series. Chỉ cần nhìn đến đây thôi là có lẽ là đã biết được là cái chỗ cụm động từ này cần phải điền là gì rồi. Ở cái cụm động từ này nó đi với gì ạ? Nó đi với đại dịch Covid-19 thì chắc chắn nó sẽ là nổ ra đại dịch Covid-19, đúng không? Và thế thì một cái cụm động từ nào mang nghĩa là nổ ra, xảy ra ấy, đúng không? Nổ ra, xảy ra thì nó đi với dịch bệnh, chiến tranh thì chúng ta sẽ có cụm động từ là gì? Là break out, đúng không ạ? Break out, nổ ra, diễn ra, dịch bệnh, chiến tranh.
Như vậy là chính xác của chúng ta sẽ là đi. Với cái câu 13 này này, à câu 12 thì mình dịch như thế nào? À, cái trường này này thì đã phải nghỉ học một nửa khi mà cái đại dịch Covid-19 đã nổ ra, đúng không ạ? Thế còn đáp án đây là break in là đột nhập hay là break into cũng thế. Break down thì nó có nghĩa là gì? Là hỏng hóc, đúng chưa? Rồi và break up thì có nghĩa là gì? Là chia tay, đúng không ạ? Rồi, tiếp theo chủ trung học câu hỏi số 13. Câu hỏi số 13 của chúng ta là liên quan đến kiến thức từ loại đề thi kỳ 1 hoặc đề thi trung học phổ thông quốc gia thật của chúng ta ấy. Chắc chắn sẽ phải có câu từ loại, năm nào cũng sẽ có một câu từ loại. Chúng ta có A, B, C, D, nó cùng đi ra từ một gốc từ nhưng mà nó là các loại từ khác nhau. Với đáp án A là educate thì nó là động từ. Ở đáp án B là educational thì nó sẽ là tính từ. Đáp án C, education thì là danh từ. Còn educating thì nó là verb in. Thế bây giờ là động, danh, tính trạng là mình sẽ chọn từ loại nào. Dựa vào đâu? Dựa vào từ phía trước. Khi mà nói đến từ loại ấy, là chúng ta làm ấy, là chúng ta phải dựa vào từ liền trước. Thì liền trước của chúng ta ấy, nó là một cái tính từ sở hữu. Thì các bạn cứ nhớ trung học là sau tính từ sở hữu chắc chắn là sẽ phải cộng với danh từ, đúng không? Danh từ thì nhìn vào bốn đáp án A, B, C, D chỉ có đáp án C là danh từ thôi. Đấy, chưa cần phải dịch. Nào câu này thì tổng kết lại chúng ta sẽ dịch như sau này. Trẻ con ấy thì được giáo dục sớm tại nhà. Vì thế ba mẹ nên mua một số những cái tạp chí giáo dục đặt lên trên giá sách, đúng không ạ? Đấy, đáp án là C, education. Ở trong cái câu 13 này thì cô Ngọc có một cái cụm từ các bạn cần ghi nhớ. Đó là cụm từ get này. Hoặc các bạn sử dụng động từ receive, ok? Uneducation, nó có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là được giáo dục nhá. Tiếp theo, chủ trung học câu hỏi số 14. Câu hỏi số 14 là kiến thức về cái gì đây? Câu hỏi 14 thì kiến thức vừa về từ loại. Từ loại, giống kiểu câu 13, lại vừa về từ vựng. Tại vì sao? Bởi vì là hai cái bốn đáp án ABCD này này, nó... À không, câu này thuần từ loại thôi các bạn ạ. Từ loại thôi. A là... À không, cũng là từ vựng nữa. Bởi vì dependence và independence thì nó khác nghĩa nhau mà, đúng không? Nào, dependence thì thằng này có NC này này, NC này, nó chắc chắn là danh từ rồi. Independence nó cũng là danh từ rồi. Independent, nó term một cái như này thì nó sẽ là tính từ. Thế còn independently này này thì nó sẽ là trạng từ. Vậy bây giờ thì chúng ta thử xem là danh động tính trạng dựa vào đâu? Đây, dựa vào động từ live. Live thì anh nào cũng sẽ biết live và động từ là tôi sống, đúng không? Sống thì bao giờ các bạn là động từ thì chúng ta phải lấy trạng từ để bổ nghĩa cho động từ. Sống như thế nào? Sống một cách độc lập. Đấy. Như vậy là chúng ta chọn trạng từ thì các bạn thấy là cả bốn đáp án ABCD có mỗi đáp án D nó là trạng từ thôi, đúng chưa? Nào câu này thì mình dịch thế nào? Bạn nên tìm một công việc để sống tự lập, tách ra khỏi ba mẹ, đúng không ạ? Independently. A thì dependence là sự phụ thuộc, B là independence có nghĩa là không phụ thuộc, độc lập. C là gì? C là độc lập tính từ. Và D của chúng ta là một cách độc lập. Live independently có nghĩa là sống một cách độc lập, đúng chưa? Rồi tiếp theo chủ trung học câu hỏi số 15. Câu hỏi số 15 của chúng ta ấy, đây là phần câu điều kiện. Câu điều kiện là phần cũng rất là dễ ăn điểm nhá. Đấy, trừ một cái loại câu điều kiện là câu điều kiện trộn ấy, là chúng ta có thể là sẽ hay bị nhầm thôi. Chứ còn là các loại câu điều kiện ấy. Bạn Diệu Hằng hỏi là mấy giờ thì công bố bảng điểm vậy cô? Livestream xong cô giáo sẽ công bố bảng điểm nhá, đăng lên trên fanpage. Nào câu hỏi số 15. Câu 15 này thì chúng ta xác định cô giáo đây là câu điều kiện lấy mấy. Dựa vào cái gì ạ? Dựa vào cái mệnh đề phía sau này. Chúng ta có you would have P2 thì đây sẽ là câu điều kiện loại 3. Câu điều kiện loại 3 là câu điều kiện gì? Không thể xảy ra ở trong quá khứ. Mệnh đề if của chúng ta nó sẽ chia ở thì quá khứ hoàn thành, đúng chưa? Tức là chủ ngữ này sau đó cộng với head cộng P2. Mình hoàn toàn có thể đảo head lên đầu thay cho if và nó sẽ là head cộng chủ ngữ cộng P2. Như vậy thì đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đáp án A. Câu này chúng ta dịch như sau này. Nếu cậu đến sớm hơn 10 phút ý, thì cậu hẳn đã có được chỗ ngồi tốt hơn rồi, đúng không ạ? Nhưng thực tế là trong quá khứ là cậu không đến trước và cậu cũng không có chỗ ngồi tốt, đúng không? Rồi tiếp theo câu hỏi số 16. Câu 16 của chúng ta thì là một câu hỏi liên quan đến so và such, đúng không? Nói đến cấu trúc này, so và such. Những bạn nào chưa nhớ thì cô giáo nhắc lại nhá. Đầu tiên ý, là đáp án A. Thì đáp án A nó không thể đúng được bởi vì chúng ta không bao giờ có very xong là that. Nên là bỏ đáp án A đi. Bây giờ có B. Thì B chúng ta cũng tự loại trừ được bởi vì khi mà các bạn nhìn thấy có that ý, thì các bạn thấy là loại B bởi vì là B nó có to. Mà tu chấm chấm tu verb thì nó mới là một cấu trúc chuẩn, nó có nghĩa là quá đến nỗi làm sao chứ không có to chấm chấm that. Ở đáp án C là enough cũng tương tự, đó là chúng ta sẽ phải enough đi với tu verb
chứ không có in app xong rồi that. Như vậy thì đã thôi, cái câu này thì hóa ra là không cần phải nhớ cấu trúc so such rồi. Đó là chúng ta chỉ cần loại trừ đáp án và nó ra được luôn đáp án đi rồi. Đúng không? Thế còn bạn nào chưa nhớ thì cô giáo nhắc lại, đó là nếu mà các bạn dùng such thì such này sau đó cộng a hoặc an này, sau đó cộng với lại tính từ này, sau đó cộng với danh từ, đúng không? Nó có nghĩa quá đến nỗi làm sao. Thế câu số 16 mình dịch là gì? Anh ta là một người đàn ông quá là tử tế đến nỗi mà tất cả mọi người đều yêu mến anh ấy, đúng không ạ? Tiếp theo câu hỏi số 17. Câu hỏi số 17 của chúng ta đó là một câu hỏi liên quan đến giới từ. Giới từ A của chúng ta là about, B là with, C là by và D là to. Không biết là các con thế nào nhưng mà riêng cô Ngọc thì luôn luôn cảm thấy là với những câu hỏi về giới từ ấy, nó sẽ là câu hỏi khó. Mặc dù giới từ thì trông nó rất là bé thôi, nó có 2, 3, 4 chữ cái, nhưng mà nó khó bởi vì là giới từ đâu có phải là dịch đâu, mà nó phải đi kèm với lại từ liền trước và liền sau trở thành một cụm từ cố định. Với cái câu số 17 ấy, thì chúng ta thấy là đằng trước ấy, mình có cái danh từ attention này này. Nó sẽ liên quan đến cái giới từ đằng sau của chúng ta. Attention là chú ý. Mà chú ý thì phải chú ý tới cái gì, đúng không ạ? Nhưng mà nhiều bạn thì sẽ dịch là chú ý về cái gì. Đấy, đúng không? Thế thì câu này chúng ta sẽ có đáp án là gì? Cô giáo nhìn thấy Phương Mai thì chọn đi, và Tú Anh cũng chọn đi. Và đáp án chính xác của cô Ngọc đúng là đáp án đi. Ở đây mình có attention to là chú ý tới. Câu này dịch này, giáo sư John ý thì đã gì nhỉ? Đã kêu gọi cái sự chú ý tới cái một cái lỗi nào đấy, một cái lỗi cụ thể nào đấy, một lỗi cụ thể đó, particular mistake, đúng không? Ở đây là mình có attention to, cho nên là chúng ta phải chọn đáp án đi, được chưa? Tiếp theo, chủ trung học câu hỏi số 18. Câu 18 của chúng ta thì câu này là một câu liên quan đến một cụm từ cố định. Mình có in chấm chấm chấm. Nó có nghĩa là đang được sử dụng. Don't shut off my computer. Đừng có mà tắt cái máy tính của tôi đi. Nó đang sử dụng đấy. Nó đang được sử dụng đấy. Vậy thì chúng ta có cái cấu trúc đó là gì ạ? Đó là to be in use, là đang được sử dụng. Đấy. Như vậy thì đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đáp án D, to be in use. Được chưa? Tiếp theo, chủ trung học câu hỏi số 19 này. The singer was on the piano by her sister. Ở câu này thì là một câu hỏi, đây là câu cũng hơi hơi phân loại, chỉ là hơi hơi thôi. Vì đấy là câu hỏi từ vựng. Trong đề thi chắc chắn sẽ có 1 đến 2 câu hỏi từ vựng nhá. Nào câu này chọn gì? Cô giáo đang nhìn thấy có bạn thì bạn Phạm Đà Ly đang chọn 19B à? Mình có đáp án A là discard, B là accompanied, C là played và D là performed. Discard của chúng ta thì nó có nghĩa là bỏ đi, vứt đi, đúng không? Nếu mà accompany thì nó có nghĩa là gì ạ? Nó có nghĩa là gì? Thì cái từ này nó có rất nhiều nghĩa. Tuy nhiên chúng ta lại nhìn vào cái giới từ on ở đằng sau. Từ này đi với giới từ on thì nó lại là một nghĩa khác. Khi mà chúng ta gì nhỉ? Dùng nó gọi là đứng nguyên một mình thì có thể nó lại mang nghĩa khác nhá. Cái từ accompany của chúng ta thì nó có nghĩa là kiểu hộ tống ai, đi cùng với ai, đúng chưa? Đấy. Nhưng khi mà nó đi với giới từ on, hoặc các bạn có thể sử dụng giới từ ất, thì nó lại có nghĩa là đệm đàn, đệm nhạc cho ai nhá. Đệm đàn, đệm nhạc cho ai. Và câu này mình dịch là người ca sĩ thì đã được đệm đàn piano bởi người chị của cô ấy. Như vậy thì đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đáp án B. Đấy, đệm đàn, đệm nhạc cho ai. To be, chúng ta có to be accompanied on the piano by, đúng không? Được đệm đàn bởi ai. Đấy, đáp án là B. Như vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong cho giáo 3 dạng bài. Ở đây này, như vậy là có bạn nào mà từ nãy đến giờ đúng được cho cô Ngọc từ 12 đến 15 câu không? Thì thế mới đủ điều kiện để mà lên điểm 8 điểm trung học phổ thông quốc gia nhé. Đề thi thật của chúng ta vào tháng 7 năm sau ấy. Câu 19 em học từ lúc lớp 11 rồi. Đấy, câu 19 có bạn bảo học từ lúc lớp 11 rồi. Nhưng mà bạn nào mà không học, đúng không? Để lớp 12 mới học thì coi như là như một kiến thức mới thôi. Được chưa? Tuần này không học, tuần này học tiếng Anh, tuần sau không học nó lại như mới. Nào bây giờ chúng ta chuyển tiếp học câu hỏi số 20. Đây là phần bài đồng nghĩa. Đề thi chúng ta sẽ có 2 câu, tức là 0,4 điểm. Hôm nay cô giáo cho rất là dễ thôi. Bây giờ chúng ta nhìn vào câu hỏi số 20 này. Nào câu hỏi số 20 của chúng ta nó gạch chân cái cụm này. Có thể đối với nhiều bạn nó sẽ là cụm từ mới, đúng không? Thế thì chúng ta có thể tự đoán nghĩa cho cô này dựa vào những cái mệnh đề phía trên này. There are several advantages why in industries should move to the regional areas and the government should gì gì đấy. So câu này mình dịch nhá, có rất là nhiều lợi ích tại sao mà các cái nền công nghiệp ấy thì nên chuyển sang gì, chuyển về khu vực địa phương, đúng không? Và chính phủ thì nên gì, nên bắt đầu điều đó.
Cái take initiative to do này này, nó có nghĩa là gì? À, nó có nghĩa là khởi xướng cái việc gì, đúng không ạ? Khởi xướng việc gì? Vậy đồng nghĩa sẽ là A này, get down to doing, đúng không? B của chúng ta là plan on doing, C là be active to do, và D của chúng ta là be opposed to do. Đấy, câu này chúng ta chọn đáp án gì? Ở đây thì cô giáo đang nhìn thấy các bạn là Trọng Trường thì đang đưa ra đáp án là B à? Có 20 là B á, plan on doing á. Rồi, Phương Mai chọn B này, Trần Hương Giang chọn B. Rồi, với câu này thì có lẽ là chúng ta phải chọn một cái câu, một đáp án đúng không? Mà nó trội nghĩa nhất trong bốn đáp án. Thì với đáp án A nhá, cho nhớ này, get down to doing ý, thì nó có nghĩa là chúng ta bắt tay vào làm việc gì một cách nghiêm túc, đúng không? Bắt tay vào làm một cách nghiêm túc. Thì đây là khởi xướng cái việc này ra, đúng không ạ? Cho nên là với bắt tay vào làm nghiêm túc và khởi xướng việc này ra thì cô nghĩ là chưa chuẩn về mặt nghĩa, chưa gần sát nhau. Ở tiếp theo B thì plan on doing, plan on thì nó có nghĩa là dự định, đúng không? Dự định hoặc là lên kế hoạch làm gì. Dự định là lên kế hoạch làm gì. Đấy. Ở đây C là be active to do thì nó có nghĩa là chủ động làm gì. Được chưa ạ? Chủ động làm gì. Và ở đáp án D thì chúng ta sẽ có đáp án là to be opposed to do thì nó có nghĩa là gì ạ? Phản đối làm gì. Như vậy thì chắc chắn đáp án D thì không đúng rồi. Và chúng ta nhìn vào đáp án B nữa, plan on là dự định lên kế hoạch chứ không phải là lên kế hoạch, không phải là dự định, đúng không? Như vậy thì chúng ta sẽ còn lại đáp án gì? Rồi, đáp án chính xác mà cô giáo chọn ở trong câu này sẽ lại là đáp án C cơ. Đó là be active to do, được chưa? Chủ động làm gì, mình khởi xướng ra để làm việc đấy, đúng chưa nào? Đấy, nhá. Rồi, tiếp theo, chủ trung học câu hỏi số 21. Câu hỏi số 21 này thì liên quan đến đề unit number 1 trong sách giáo khoa này, frankly. Whenever problems come up, we discuss them frankly and find solutions quickly. Frankly ở đây của chúng ta ấy, thì nó có nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là thẳng thắn, thành thật, đúng không? Thế vậy thẳng thắn, thành thật thì chúng ta sẽ bằng với đáp án gì? A đó là unselfishly. Unselfish nó có nghĩa là không ích kỷ. B của chúng ta là loyally thì nó có nghĩa là một cách trung thành. C là honestly thì nó có nghĩa là thật thà, đúng không? Và câu D của chúng ta là constantly thì nó có nghĩa là gì? Là liên tục. Như vậy thì chúng ta thấy là friendly nó sẽ bằng với honestly, đúng không ạ? Thẳng thắn, thành thật, đúng chưa nào? Tiếp theo, chủ trung học câu hỏi số 22. Ở đây đó là phần bài đối nghĩa. Nào, cô giáo chọn bạn đưa ra đáp án câu 22 và 23 này. Rồi, cô giáo nhìn thấy bạn là Phương Anh nhá. Đưa ra đáp án là 23 là C này và 24 là A. À không phải, 22 cơ mà. 22 bạn chọn là D và 23 thì bạn chọn đáp án là C. Bây giờ cho anh nhìn câu hỏi số 22 này. My friend and his soccer coach are incompatible, they are always arguing. Trong câu hỏi số 22 ý, thì các bạn để ý nhá, cái từ incompatible chúng ta ý, nó có cái tiền tố y này này. Cho nên nếu như mà bỏ cái tiền tố y này ra thì nó sẽ là một từ gì đối nghĩa với nó. Chúng ta có compatible thì nó có nghĩa là gì? Tương thích, hợp nhau, đúng không? Vậy thì khi thêm tiền tố y vào nó đối nghĩa với nó sẽ là không hợp nhau, xung khắc với nhau. Không hợp nhau thì đối nghĩa với nó, đây là tìm từ đối nghĩa, thì nó sẽ là gì? Là rất hợp nhau, đúng không? Rất hòa thuận. Và chúng ta có cái cấu trúc là get on well with somebody ấy, hoặc là get on very well, nó có nghĩa là hợp. Đấy, vậy đáp án chính xác sẽ là đi, nhớ chưa? Câu này dịch như sau, bạn tôi và cái người huấn luyện viên bóng đá thì rất là không hợp nhau. Chấm này, họ thường xuyên xảy ra cãi vã. Đấy chưa? Tiếp theo, chủ trung học câu hỏi số 23. It is believed that in 10 years time. Trong cái câu này thì các bạn để ý đây là câu bị động gì? Câu bị động kép, đúng không? Câu bị động kép. Ở đây cũng là một câu mà nó hay xuất hiện trong dạng bài viết lại câu nhá. Không chỉ là viết lại câu. Nào câu này dịch như thế nào? Người ta tin rằng thì trong 10 năm nữa bệnh AIDS sẽ được kiểm soát. Chúng ta có to be under control là được kiểm soát. Vậy đối nghĩa với được kiểm soát nó sẽ là mất kiểm soát, đúng không? Không kiểm soát được. Và chúng ta có A là out of practice, B là out of order, C của chúng ta out of hand, và D của chúng ta thì out of để nguyên thế. Tất nhiên là out of để nguyên thế thì nó sẽ không có cái nghĩa gì rồi, đúng chưa? Nào câu này thì bạn ý đang chọn đáp án là C, đó là out of hand. Hand của chúng ta là tay, out của chúng ta là ngoài. Out of hand của chúng ta giống như kiểu ngoài tầm với, ngoài tầm tay, tức là ngoài cái tầm mà chúng ta có thể kiểm soát được, đúng chưa? Nó chính là bằng với là gì ạ? Nó chính là bằng với out of control. Nhưng mà nếu như mà cho các bạn cái đáp án là out of control thì chắc chắn là các bạn sẽ chọn ngay và chọn ngay được nó, đúng không? Nên mình để out of hand cho nó khó hơn một tí. Out of hand ngoài tầm tay, ngoài tầm kiểm soát, được chưa? Rồi, tiếp theo chủ trung học câu hỏi số 24. Câu hỏi số 24 cô giáo nhìn xem có bạn nào đưa ra đáp án không nào?
Đây là phần chức năng giao tiếp và đề thi của chúng ta có hai câu. Hai câu này bao giờ cũng là phần mà gì? Ăn điểm tuyệt đối. Chúng ta đừng bao giờ để mất bất kỳ câu nào trong phần chức năng giao tiếp nhá. Julia và em thì đang nói chuyện về cái người bạn mới của họ. Julia nói gì mà em nói này? Yeah, not bad, I suppose. Đây. Người ta trả lời là not bad. Thế thì cái câu trên ý, bạn ấy sẽ nói gì? A này, anh ta trông cũng đẹp trai đấy nhở. Câu B này, cậu có thường xuyên gặp cậu ấy không? Câu C này, cậu đang nghĩ cái gì đấy? Và câu D này, cậu gặp cậu ấy như thế nào vậy? Thế bên dưới người ta trả lời là not bad, có nghĩa là không tồi đâu. Đúng không? Tôi nghĩ là không tồi đâu. Ý là sao nhỉ? Trông cậu ấy cũng được, được chưa? Như vậy thì ở đây các bạn sẽ chọn cô giáo đáp án là gì rồi? Rồi, cô giáo nhìn thấy bạn Trần Hương Giang đưa ra 24 là A. Và đáp án chính xác của chúng ta đúng là A. Cậu ấy trông thật là đẹp trai đúng không? Ừ, trông cũng không tồi đâu, đúng không ạ? Rồi, tiếp theo, chỉ đúng học câu hỏi số 25. Nam và Lan thì đang nói chuyện ở trong văn phòng khi mà họ có một cái gì? Có một bữa gọi là tiệc trà, đúng không ạ? Rồi, bây giờ Nam nói này. Would you like to join us for dinner after work? Cậu có muốn ăn tối cùng với bọn mình sau khi mà tan làm không? Rồi, Lan trả lời. Đây là một câu mời. Nếu mà mời ấy, thì phép lịch sự là chúng ta phải trả lời thế nào? A. Thanks, you can cook dinner. Cảm ơn nhá. Cậu có thể nấu bữa tối đi. Sao lại cảm ơn nhá, cậu có thể nấu bữa tối đi? Không được, đúng chưa? Vì người ta mời mình cơ mà. Câu B này. I'd love to. Nghe đã thấy rất đúng rồi. Bởi vì cái cách trả lời I'd love to là cái cách trả lời truyền thống cho cái câu hỏi về would you like. Đấy. Khi mà chúng ta muốn người ta mời mình, có nhã ý mời mình rồi thì mình đáp lại một cách lịch sự. Dù mình không đi được nhưng mà mình vẫn phải cảm ơn, mình vẫn thể hiện là mình rất thích nhưng mà mình không thể đi được. Tớ rất là muốn, thế nhưng mà tớ phải hoàn thành một bài báo cáo quan trọng cho ngày mai. Đây là một lời từ chối nhẹ nhàng, đúng không? Hay chúng ta chọn đáp án là B. Đấy. Đáp án C này, cảm ơn vì sự giúp đỡ của cậu, thế nhưng mà tớ có thể làm sao tự nấu ăn được. Câu này không được. Và câu D của chúng ta, what's wrong with you, là cậu bị làm sao đấy, đúng không ạ? Như vậy chúng ta chọn cô giáo đáp án là B nhá. Rồi, ok, tất cả các bạn đều chọn được hai cái câu này đều đúng. Bạn Trần Tuấn này, Trần Trung Kiên này, Quân Lê này, ok. Bây giờ thì cô giáo sẽ đến với phần bài mà hôm nay cô giáo thấy các bạn nói là rất là hay, đúng không? Đó chính là phần gì? Đọc điền. Đọc điền ngày hôm nay thì chính là cái chủ đề rất là theo dòng sự kiện. Đó là về Hoa hậu Nguyễn Thúc Thủy Tiên, đúng không? Lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam có Hoa hậu thế giới, Hoa hậu Hòa bình thế giới, đúng không ạ? Rồi bây giờ thì chúng ta nhìn xem nhá. Đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia thì cũng tương tự theo cái kiểu đó là chúng ta cũng cập nhật những cái thông tin rất là thời sự, đúng không? Ví dụ như về Covid-19 này, về hay là về thảm họa thiên tai này, đấy. Thế nên là đây mình cũng, đây bạn Đinh Bảo bảo là hay lắm cô ơi. Thế thì bây giờ mình thử xem là các bạn nhận xét một cái đề bài đọc điền hay thì chúng ta có làm đúng không nhá. Nào bây giờ thì cô giáo sẽ chọn một bạn đi, đúng không ạ? Thủy Tiên à, không phải Thủy Tiên là bạn Lương. Ok. Nhưng mà cô giáo chỉ nhớ là Nguyễn Thúc thôi, bởi vì là cô giáo cứ đọc nhầm thành là chữ Trúc ấy. Thế đến hôm mà cô giáo đọc báo thì lại thấy là Nguyễn Thúc, thế là mình cứ nhớ là Thúc. Đấy. Nhưng mà không là Thúc Thủy Tiên, là Nguyễn Thúc Thủy Tiên nữa. Thủy Tiên đúng không? Ok. Rồi bây giờ thì chúng ta để Hảo đọc điền á. Có khi nào năm nay là vấn đề học online không ta? Cũng có thể chứ, đúng không ạ? Mà nếu là vấn đề học online thì lớp Lite lại quá là làm được. Bởi vì sao? Bởi vì cô Ngọc đã cho bài đọc điền về vấn đề học online rồi. Các bạn có nhớ không? Nào bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào câu hỏi số 26 nhé. Nào câu hỏi số 26. Bây giờ 26 của chúng ta là có 4 đáp án như sau. Thế hôm nay các bạn có thấy đề thi của cô Ngọc hay không nào? Có thấy đề hay không? Toàn bộ đề ấy. Để cô Ngọc sẽ, mỗi một tuần chúng ta sẽ có một đề thi thử, đúng không? Các bạn cứ theo sát đúng các đề thi thử này của cô Ngọc, theo độ khó tăng dần là chúng ta sẽ có những cái bước tiến vượt bậc trong điểm số của mình. Nào bây giờ cho anh nhìn vào cho giá câu hỏi số 26. 26 là có 4 đáp án này. A là confident, B là gì? Confidentially. C của chúng ta là cũng là đuôi ly nhưng mà lại là một cái từ khác, đúng không? Như vậy ở đây là chúng ta thấy là hơi khó khó rồi này. Nhiều bạn là chúng ta sẽ bị nhầm, đúng không? Ở cái đáp án B là confidentially thì nó có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là bí mật, đúng không? Confidentially. Thế còn đáp án C thì nó có nghĩa là một cách đầy tự tin. Đấy. Thì câu 26 này là cái câu mà chuyên ở trong một bài đọc điền kiểu gì cũng có. Đó là cái câu hỏi về từ loại, đúng chưa? Câu hỏi về từ loại. Nào, ở đây thì bạn nhìn này. Cô ơi, tổ chức nhiều thi cho đỡ sai ngu ạ. Ok. A là confident, tức là tính từ. B có đuôi ly thì nó sẽ là trạng từ. C nó là một trạng từ cũng là vì có đuôi ly.
và đi nó là tính từ. Đầu tiên các bạn phải loại trừ 50 cho 50 cho cô đã bằng cách là mình xem là trong tính hay trong trạng. Thì bây giờ nhìn vào đây nhá. Các bạn nhìn vào đây này, thì các bạn có cái động từ express. Cô nhớ là trong bài hùng biện của Tân Hoa Hậu này này là cũng có từ express. Cô nhớ là cái hôm đấy là Tân Hoa Hậu nói cái câu gì nhỉ? Cô không nhớ cả bài nhưng muốn nói là à, cái câu hỏi hôm đấy mà Tân Hoa Hậu được hỏi ấy các bạn ạ. Nào nào nào, cô giáo trò chuyện các bạn một chút nhá, thì theo dòng sự kiện nhá. Thì cái câu hỏi mà Tân Hoa Hậu được hỏi là cái câu hỏi là nếu như mà bạn được nói chuyện với một người để cảm ơn hay sao thì các bạn sẽ chọn nói với ai? Thì các cái người các cái hoa hậu của các nước khác thì chọn là nói chuyện với tổng thống đúng không? Với hoặc là các thứ. Sao cô thấy màn hình mờ thế nhỉ? Đợi cô giáo lấy nét lại cái máy quay nhá. Đấy, cứ thỉnh thoảng nó chắc là nó lấy nét vào tay của cô đấy. Thì Tân Hoa đấy, có thấy nét hơn hẳn luôn. Thì Tân Hoa Hậu Việt Nam quá thông minh luôn. À, hoa hậu của chúng ta quá thông minh luôn. Đúng không? Hoa hậu English phí tiếng Ngọc á. Hoa hậu chúng ta quá thông minh luôn. Đó là gì ạ? Là chọn là người đã phát minh ra vaccine đúng không? Astra mà không lấy một đồng nào ấy, đúng không ạ? Vì nhân loại đúng không? Đấy, mục đích hòa bình. À, mục đích vì sức khỏe nhân loại đấy. Thế là đã rất là gây ấn tượng rồi đúng không? Thêm nữa đấy là gì? Cái cô hoa hậu này là khác với tất cả cô hoa hậu khác nữa. Đấy là cô hoa hậu này là trợ giả. Khi mà cô hoa hậu này là sinh viên thì cô hoa hậu này kiếm tiền part-time job là trợ giảng tiếng Anh. Và cô hoa hậu này thì cũng là sinh viên của khoa tiếng Pháp, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn của thành phố Hồ Chí Minh. Tức là khác với tất cả hoa hậu khác là cái tiếng Anh của cô ấy rất là giỏi, đúng không? Giỏi hơn hẳn luôn ấy. Cho nên là họ rất tự tin và họ cái câu trả lời của họ rất là dài, đúng không ạ? Và thể hiện được rất là nhiều cái trí thông minh của họ. Thế nên là vấn đề ở đây đấy là đấy, tiếng Anh nó rất là quan trọng đúng không các bạn? Và lý do tại sao mà các hoa hậu khác có thể không bằng Thùy Tiên à, đúng không? Đấy, vẫn kém tuổi cô Ngọc mà, 25 tuổi hay 23 tuổi đấy đúng không? Đấy, đó là chính là vì là tiếng Anh rất giỏi mà thông thạo cả tiếng Anh lẫn tiếng Pháp đấy các bạn ạ. À, yes, rất rất giỏi luôn. Rồi ok, thấy cái câu số 21 này thì các bạn sẽ thấy cô giáo đã chọn đáp án gì ở đây đây. Nào, chọn đáp án gì? Đương nhiên là các thấy ở đây là động từ thì chúng ta sẽ thấy là trạng từ sẽ bổ nghĩa cho động từ thường. Vậy là chúng ta sẽ gạch bém cái đáp án A và đáp án D để đi, chúng ta còn BC này. Sau đó các bạn sẽ thấy là gì? Một cái là bảo mật, một cái là tự tin. Cô hoa hậu này phải trình bày một cách tự tin chứ, đúng không? Thế thì dựa vào nghĩa chúng ta sẽ loại trừ được đáp án B và sẽ còn đáp án C, đúng không ạ? Đấy, như vậy chúng ta có đáp án là C. Đó chưa? Rồi, ok, tiếp theo chúng ta có câu hỏi số 27. Nào, câu hỏi số 27 của chúng ta chọn đáp án gì? Ở đây chúng ta có 4 đáp án này. A là arrived, B là arrives, C là has arrived, D là will arrived. Câu này là một câu chống liệt thôi nhá, một câu về thì. A là thì quá khứ đơn này, B đó là thì hiện tại đơn này, C đó là thì hiện tại hoàn thành này, và D của chúng ta là thì tương lai đơn. Câu 27 này các bạn chọn gì? Tương lai đơn hay là gì đây? Hay là gì thì nhìn vào đây đây, đúng không ạ? Các bạn có enter the. Thế đây là thì gì thì quá khứ đơn, đúng chứ? Ngay khi cô ấy đến Thái Lan thì Thủy Tiên đã, đúng không ạ? Đúng chưa? Đã bước vào top 5 hoa hậu được gì bình chọn nhiều nhất bởi gì? Bởi khán giả trước khi vào cuộc thi. Nói gì thì nói chứ riêng nói về bình chọn thì Việt Nam chắc chắn là đứng top rồi, đúng không? Thế câu hỏi số 27 các bạn sẽ thấy gì? Trần Hương Giang câu 26 em sai ngu. Ui giời ơi, bạn Giang này học khá giỏi trong lớp cô mà lại sai câu này à? Quá buồn, đấy thấy chưa? Cho nên là học giỏi nhưng mà thiếu cẩn thận là vẫn sai như bình thường. 27 chọn đáp án gì ạ? Vâng, chọn đáp án là A cho cô giáo, đó là arrived, đúng chưa? Rồi Thùy Tiên nhá. Ừ, Thùy Tiên. Tiếp theo câu hỏi số 28. Câu hỏi số 28 của chúng ta đó là câu hỏi liên quan đến gì nhỉ? Ở phần cụm động từ. A của mình là show up, B là show off, C là show around và D là show through, đúng không? Thì có lẽ là câu này các bạn cũng khoanh luôn ở đáp án B. Cô biết là tại sao các bạn kêu bài này của cô Ngọc hay rồi. Khả năng là do dễ. Dễ là sẽ đồng nghĩa với hay. Đấy, học sinh là đọc điền đọc hiểu mà dễ là đồng nghĩa với hay, đúng không? À, hay dễ quá, show off. Show off thì chúng ta dịch là gì ạ? Dịch là khoe khoang, đúng không? Nhưng mà cái câu này thì Thùy Tiên không phải là khoe khoang, mà mình phải dịch là gì? Đã gây được sự chú ý, đúng không? Đã thể hiện rất là tốt. Bạn Phạm Đà Ly, 26 sai ngu part 2. Buồn. Nào câu 26, à câu 20, 28 à. Thì câu này là Thủy, là cô ấy, tức là Thùy Tiên đúng không? Đã thể hiện, đã gây được sự chú ý về cái kỹ năng catwalk của mình này. Và tạo dáng với lại áo tắm ở Phuket, đúng không ạ? À, hay quá, chúng ta chọn bio là show off, đúng không? Được chưa? Dễ rồi, bây giờ mới nhận ra sai ngu quá. Uh-huh. K
Cái neo của cô nó không khí Noel quá. Chuẩn luôn. Tiếp theo câu hỏi số 29 này. Câu hỏi số 29 là câu hỏi về liên từ. A của mình là because, B là because, C là despite, D là although. Câu này quá dễ. Đầu tiên loại trừ cho cô giáo đó là nhìn vào đằng sau ấy, nó là a foot. Cái gì gì đấy đây. Tuy nhiên nhá, các bạn không cần phải dịch. Các bạn chỉ cần nhìn là không có động từ, không có to be, không có động từ thì đây không thể là mệnh đề được. Đúng chưa? Không phải là mệnh đề thì không thể nào mà chọn be với lại đi được. Chỉ có thể là because hoặc là despite thôi. Thế thì các bạn lại thấy này, có lẽ là đây cũng không phải là từ mới. Bởi vì ai mà chả biết cái chỗ này là độc, đúng không? Food thì là thức ăn, thì đây tức là ngộ độc thức ăn, tức là ngộ độc thực phẩm. Incident là vụ việc. Vậy có nghĩa là kỹ năng catwalk thể hiện rất tự tin, rất khủng, đúng không? Mà lại bị gì? Bị ngộ độc. Thế thì suy ra các bạn thấy là đây là mệnh đề đối lập. Mặc dù bị ngộ độc thức ăn nhưng mà vẫn thể hiện rất tốt trong phần thi áo tắm, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta chọn despite cho cô. Đấy à. Rồi, tiếp 4 câu vẫn là dễ này. Tiếp câu số 5 này. Câu số 5 của chúng ta là động từ achieved, put, gave hay là set. Rồi, ở đây thì các bạn lại có một câu siêu dễ luôn. Bởi vì đằng sau ô chấm của các bạn là a goal. Có lẽ là bạn nào cũng có. Và quên bạn nào cũng biết. Trần Hương Giang bài này hay quá luôn cô ơi. Ok, tí nữa cô giáo sẽ chụp lên cho bạn xem nhá. Các bạn có muốn nhận đáp án chi tiết của đề này không nhỉ? Nào, bạn nào muốn nhận đáp án chi tiết của đề thi học kỳ 1 này của cô giáo nào? Giải thích chi tiết từng câu một. Dịch cho cô, dịch cả bài đọc điền đọc hiểu. Có bạn nào muốn nhận không? Cô giáo đây đã sẵn sàng. Bởi vì sao? Bởi vì là Lite sắp bắt đầu nhá. Và những bạn nào mà chúng ta muốn đăng ký khóa Lite để ôn luyện cùng 9 cộng môn Anh với cô Ngọc thì chúng ta hãy đăng ký ngay luôn. Bởi vì thứ 5 tức là ngày kia cô Ngọc sẽ khai giảng trong khóa. Đây các bạn nhìn thấy này, đề nào của cô Ngọc cũng sẽ có một cái đáp án chi tiết như thế này. Đấy. Team của cô Ngọc rất là cập nhật nhá. Đề nào cũng sẽ có đáp án chi tiết. Đấy. Và khi mà chúng ta vào khóa Lite thì không chỉ những cái đề trong hộp đề cô Ngọc đã sẽ chữa cho các bạn, hộp đề bí kíp lần đề ấy, mà các cái đề theo thời gian thực cũng sẽ được cập nhật. Đây các bạn nhìn này, đây là đáp án chi tiết của cô giáo. Đấy, các bạn biết bao nhiêu trang không? 29 trang. 29 trang. Đó, được chưa? Cho nên là chúng ta muốn nhận đáp án chi tiết nào? Đó, được chưa? Rồi, ok nhá. Khóa Lite cũng thế, đề nào cũng sẽ có đáp án chi tiết. Rồi, chi tiết và livestream chữa. Rồi, có ạ, à, Kim Loan có ạ, à. Rồi ok, thế thì tí nữa cô Ngọc đăng lên cho bạn nhá. Nào bây giờ thấy câu số 30 này thì mình nhìn thấy có a goal ở đằng sau rồi thì chắc chắn mình sẽ dùng gì các bạn? Dùng từ set nha các bạn yêu. Và đáp án chính xác của mình sẽ là D, đấy ạ. Bởi vì set a goal nó có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là đặt ra mục tiêu, được chưa ạ? Rồi bây giờ thì cô Ngọc sẽ dịch toàn bài ngày hôm nay cho bạn. Bởi vì các bạn kêu hay quá đúng không? Cô Ngọc sẽ dịch toàn bài cho các bạn. Và bây giờ cô Ngọc sẽ dùng đáp án chi tiết của cô Ngọc để dịch toàn bài cho các bạn. Đây, bạn nào mà chúng ta muốn nhận đáp án chi tiết này comment xuống dưới đây cô giáo xem nào. Thả tim đi, ok. Làm đáp án chi tiết rồi đây, đúng không? Do 2K4 đây. Từ từ nhá, để xong mạng nhà cô bị thế là bị làm sao nên lâu cho mạng lâu thế. Nào bây giờ cô giáo sẽ em. Trời ơi, gì vậy em ơi. Rồi ok. Đây nhá, các bạn nhìn này, cô giáo sẽ zoom thật to cho bạn. Từ từ nhá. Để cô sẽ để nó lấy nét đã. Ok. Rồi các nhìn đáp án chi tiết này, chúng ta vuốt sang vuốt xuống cái bài đọc điền nhá. Đâu bài đọc điền đâu? Đây bài đọc điền đây. Nhìn này, dịch toàn bài. Ok. Nào dịch toàn bài cho 2K4. Ôi thế chết, cái gì đấy? Rồi ok, cho màn hình ngang ra. Rồi ok. Đấy, sau mỗi một câu hỏi cô giáo sẽ dịch toàn bài cho bạn. Không bao không có cái gì tuyệt vời hơn khi mà làm bài đọc hiểu mà lại có dịch. Bởi vì sao? Sau khi mà đã chọn được đáp án ý, nếu bạn dịch mà lại hiểu dịch toàn bài tiếng Việt thì chắc chắn là chúng ta sẽ nhớ được bài đọc đấy, đúng không ạ? Nhớ giống như kiểu thuộc đáp án luôn ý, đúng không? Nào bây giờ nhìn nhá. Gì đây nhỉ? Miss Grand 2021 Thùy Tiên tự tin thể hiện bản thân, tiếp thu góp ý của khán giả để hoàn thiện kỹ năng hình ảnh ở cuộc thi. Ngay khi mới sang Thái Lan thì Thùy Tiên đã lọt vào top 5 được khán giả bình chọn nhiều nhất trước cuộc thi. Trong những hoạt động bên lề thì cô đã trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh một cách lưu loát. Người đẹp nỗ lực học nói và hát bằng tiếng Thái để gây chú ý với ban tổ chức lẫn khán giả quốc tế. Cô thể hiện kỹ năng catwalk và tạo dáng với áo tắm ở Phuket dù trước đó gặp phải sự cố ngộ độc thực phẩm.
Người đẹp đã nhận danh hiệu là gì? Trình bày áo tắm đẹp nhất do khán giả bình chọn dành cho thí sinh diện áo tắm. Với kết quả này thì cô nhận được phần thưởng là một bức ảnh bikini do ban tổ chức thực hiện và đăng tải trên fanpage của cuộc thi. Vượt qua 59 cô gái từ các quốc gia vùng lãnh thổ thì Nguyễn Thúc Thùy Tiên 23 tuổi đoạt vương miện Miss Grand International 2021 trong chung kết tối ngày 4 tháng 12, thành tích cao nhất của thí sinh Việt Nam tại cuộc thi này trong 9 năm qua. Trước đó thì Thùy Tiên cho biết đặt mục tiêu là tiến sâu vào đêm trong chung kết, đúng không? Rồi ok, hay quá, được chưa? Rồi đấy, tí nữa thì cô Ngọc sẽ đăng, đúng không? Cho những bạn nào mà cần cái gì bài đọc này cho các bạn nhé. Em thích dịch toàn bài lắm à? Phải nói là siêu chi tiết. Rồi, đấy, khóa lai lê của cô Ngọc sẽ là như vậy. Ok, demo cho các bạn. Trong khóa học còn hay hơn nhiều. Ok, rồi bây giờ thì sẽ đến hai bài đọc hiểu. Tuy nhiên thì hai bài đọc hiểu trên fanpage cô giáo sẽ không thể chưa đọc hiểu được vì lý do thời gian các bạn nhá. Đọc điền cô giáo chữa bạn dịch cho bạn đấy là cô giáo đã cố gắng hết sức. Còn đọc hiểu cô giáo xin phép các bạn là cô giáo đọc đáp án cho các bạn nhá, để các bạn đọc nha. Nhưng trong khóa lai tê thì cô giáo chữa hết. Còn trên page của cô giáo sẽ đọc điền, đọc hiểu, đọc đáp án thôi, được chưa? Bây giờ thì cô giáo sẽ đến với lại phần bài tiếp theo của chúng ta. Đó chính là gì ạ? Đó chính là phần chọn lỗi sai. Ok. Nào bây giờ các bạn nhìn cô giáo câu hỏi số 43. Câu hỏi số 43 của chúng ta như sau này. A là demanded from, B là serious attitude, C là good team spirit và D là that they work hard. Nào câu hỏi số 43 thì chúng ta chọn đáp án gì? Ở đây thì các bạn thấy này, chọn lỗi sai thì thường nhá là hai câu lỗi sai ngữ pháp và một câu lỗi sai từ vựng hoặc cặp từ dễ gây nhầm lẫn. Trong câu này thì các bạn thấy để ý cô giáo này, nó có liên từ em. Khi mà câu có liên từ em thì khả năng rất cao nhé là nó sẽ là sai cấu trúc song song. Bởi vì là trước em và sau em là phải cùng một cái dạng thức từ. Thì các bạn nhìn thấy là a serious attitude towards work, nó là một cái cụm danh từ. Xong rồi good team spirit, nó cũng là một danh từ, cụm danh từ. Nhưng mà tự nhiên đằng sau em này nó lại là một cái mệnh đề, dây là chủ ngữ work hard, là một mệnh đề, đúng chưa? Như vậy thì các bạn sẽ thấy cô giáo là câu 43 này. Bạn Hiếu Nguyên bạn bảo là 43 mà là D, sai thì có người yêu. Ui giời ơi, thông minh quá cơ, sai có người yêu. Thế thì bạn nào cũng muốn sai cả. Đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đi, được chưa nào? Rồi ở đây thì các bạn sẽ có cho cô giáo là một bệnh đề, nhưng mà thực tế là phải điền một gì, một cụm danh từ. Nên sửa lại thế nào? Sửa lại cụm danh từ là họ làm việc chăm chỉ, thì sẽ sửa lại là sự chăm chỉ và sự làm việc chăm chỉ của họ, đúng không? Thì nó sẽ là gì? Their hard work, đúng không ạ? Đấy. Rồi tiếp theo chủ trung học câu hỏi số 44. Câu 44 của chúng ta thì đây là cấu trúc về thức giả định. Chúng ta có it is này, sau đó cộng với tính từ này, đúng không? Sau đó cộng với gì? Cộng với một mệnh đề, đúng không ạ? Mà nó sẽ phải chia như thế nào? Chia nguyên mẫu. Chứ nó chả chia cái gì hết, nó để động từ dạng nguyên mẫu. Thế mà các bạn thấy cái từ turn cho off này này, nó lại đang để ở ed. Nó chia, nó đang chia quá khứ, đúng không ạ? Vậy thì các bạn sẽ lấy là sai và chúng ta sẽ để nguyên mẫu là bỏ ed đi. Và nó sẽ là turn off, đúng chưa? Đấy, đấy câu 44 chúng ta là b. Câu này dịch như thế nào? Điều quan trọng là bạn cần phải tắt lò sưởi mỗi sáng trước khi mà bạn đi học, đúng không? Đáp án là B nhá. Tiếp theo, chủ trung học câu hỏi số 45 này. Câu 45 là we know that we have to work hardly to earn a living ourselves and support the family. Câu 45 thì các bạn thấy A là that, B là hardly, C là ourselves và D là support. Đương nhiên sai ở đâu các bạn? Sai ở đâu? Đây chính là theo cấu trúc như đề thi đấy, đó là cặp từ dễ gây nhầm lẫn. Một cặp từ dễ gây nhầm lẫn. Cặp từ nào các bạn? Đó là cặp từ hardly và cặp từ hard. Hai anh này đều là trạng từ. Hai anh ý đều là trạng từ. Nhưng mà cái anh hardly thì anh ý dịch là hầu như không. Tức là anh ý đứng trong câu khẳng định nhưng mà mang ý phủ định. Còn anh hard này thì là trạng từ, mang nghĩa là gì? Mang nghĩa là kiểu như là chăm chỉ. Ví dụ work hard là làm việc một cách chăm chỉ chẳng hạn. Thế cái câu này mình dịch là chúng tôi biết rằng chúng tôi sẽ phải làm việc một cách chăm chỉ để có thể kiếm sống và hỗ trợ gia đình. Như vậy thì phải là làm việc chăm chỉ, thế nên nó phải là work hard chứ không thể là work hardly được. Cho nên đáp án chính xác sẽ là B và đổi là gì? Bỏ đuôi ly này đi, được chưa? Rồi tiếp theo chủ trung học câu 46, 47, 48 đó chính là phần viết lại câu sao cho nghĩa không đổi, đúng không? Nào câu 46 của chúng ta như sau này. Rồi ok, cái câu ở trên đề này cô giáo ghi nhầm đấy nhá. Ok, E-S-T-R các bạn nhá, thêm S-C. Đây cô giáo đánh nhầm đấy các bạn ạ. Rồi câu 46 chúng ta dịch như nào này. It is much more difficult to speak English than to speak French. Một câu về so sánh hơn. Thường ấy nó sẽ đổi thành so sánh ngang bằng. Thường là như vậy, nhưng mà cũng có thể đổi thành so sánh hơn ngược lại. Cái câu 46 mình dịch là
Nói tiếng Anh ý, thì nó khó hơn nhiều so với nói tiếng Pháp. Nói tiếng Anh khó hơn nhiều so với nói tiếng Pháp à? Thế thì bây giờ mình có đáp án đây này. Để nói tiếng Anh thì khó hơn so với nói tiếng Pháp. To speak English is more difficult than to speak French. Quá chính xác, đúng chưa? Còn câu B thì mình dịch là gì? B thì là nói tiếng Anh. Câu B này sai luôn cấu trúc là bởi vì bên trên dùng verb in và bên dưới dùng to verb. Câu C tương tự, bên trên cũng verb in, bên dưới to verb in. Và câu D thì các bạn thấy sai nghĩa, nói tiếng Pháp khó hơn nói tiếng Anh. Câu này sai nghĩa, đúng chưa? Tiếp theo câu hỏi số 47 là một câu tường thuật trực tiếp này. Nam said to the taxi driver, please turn left at the first traffic light. Nam nói chuyện với lại cái ông lái taxi là làm ơn hãy rẽ trái. Cô giáo bị líu lưỡi rồi. Làm ơn hãy rẽ trái ở cái gì? Đèn giao thông đầu tiên. Thế thì bây giờ các bạn thấy này, làm ơn hãy rẽ trái đúng không? Chứng tỏ là cái sắc thái biểu cảm này của Nam ý, nói với lắc tài, bác tài xế, đó chính là yêu cầu, đúng không? Mà yêu cầu trong tiếng Anh thì các bạn sẽ dùng cấu trúc tường thuật, đó là tell somebody to do something. Đấy, tell somebody to verb có nghĩa là yêu cầu ai làm gì. Suy ra đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đáp án gì? Đáp án D. Nam told the taxi driver to turn left at the first traffic light. Đúng chưa? Đấy, đáp án D nhá. Tiếp theo câu hỏi số 48 này. He lost his job 3 months ago. Anh ta thì đã mất việc 3 tháng trước. Anh ta mất việc 3 tháng trước thì đây là một câu hỏi về thì quá khứ đơn. Thường ấy là nó sẽ viết lại là chuyển thành thì hiện tại hoàn thành. Thường là như vậy. Và hoặc là ở đây cô giáo nhìn xem nào. Không có hiện tại hoàn thành đúng không? Thế thì đây cấu trúc này. Đây, cấu trúc này của chúng ta như sau, đó là it is này, sau đó cộng với lại khoảng thời gian này, đúng không? Sau đó cộng với since, sau đó cộng với một mệnh đề thì mình sẽ dịch là gì? Đã bao lâu kể từ khi làm sao? Câu này giờ dịch là đã 3 tháng kể từ khi anh ta mất việc. Hoặc là câu gốc anh ta mất việc 3 tháng trước. Đã 3 tháng kể từ khi mất việc. Đúng không? Bạn Hiếu bạn bảo là bắn vài câu tiếng Pháp đi cô á. Tiếng Pháp có câu gì? Bonjour, đúng không? Có từ gì? Em gái cô Ngọc ở em gái ruột của cô ở Pháp mà. Chị ấy ở Pháp được 7 năm rồi. Năm nào cũng về Việt Nam. Từ khi dịch thì đến bây giờ 2 năm rưỡi chưa được về. Tiếng mà chị ý nhá, tiếng Anh, tiếng Pháp đều học giỏi. Mà tiếng Pháp gần giống, nó cũng nhiều từ kiểu như là giống tiếng Anh ý. Mà cô thấy, nhưng mà cô thì không nói được tiếng Pháp. Ý là sao nhỉ? Kiểu cô cứ cảm thấy như kiểu là nói cái ngữ điệu của nó, cô không bắt chước được cái ngữ điệu của tiếng Pháp. Thật sự luôn, không thể bắt chước được ngữ điệu của tiếng Pháp. Mình nói tiếng Pháp nghe nó kiểu phèn chúa lắm. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ chuyển đến Ngọc câu hỏi số 4950. 4950 thì chúng ta sẽ thấy là phần kết hợp câu. Nhưng mà nhá, chị em gái cô ấy, chị nói tiếng Pháp như chim luôn. Tức là kiểu nói nhanh ý. Cô thấy nói nhanh kinh khủng. Mình không thể nào mà học được cái ngữ điệu tiếng Pháp đấy. Em gái cô sinh năm 94 đúng không ạ? Đúng. Chị ấy được học bổng toàn phần của chính phủ Pháp, đi du học từ hệ đại học, sau đó học xong thạc sĩ. Sau đó bây giờ thì chị cũng làm về mảng giáo dục. Và chị thành lập một cái công ty riêng. Để kinh nghề của chị ý thì cô thấy ở Việt Nam ta thì cô cũng chưa có bạn bè, đồng nghiệp mà ở mảng ngoại ngữ mà làm theo cái công việc như chị ý. Đấy, chị ý là mở một công ty riêng. Đã mở một công ty riêng và làm một cái mảng cũng là giáo dục. Bởi vì là chị học thạc sĩ là ngành giáo dục này. Còn học đại học thì là ngành truyền thông. Truyền thông ở trường gì nhỉ? Paris 8 à? Đấy, thì có một cái ngành đấy là chị làm cái này các bạn này. Đấy, nếu như những bạn nào mà theo ngoại ngữ thì có rất nhiều nghề cho các bạn lựa chọn nhá. Theo học ngoại ngữ, đấy. Là chị lành thành lập công ty riêng mà cái nghề của chị rất hay nhá. Mà cũng rất là có kinh tế. Đấy là cái nghề là như này này. Cô thấy ở Việt Nam mình là bạn bè cô là chưa thấy ai làm đấy cả. Đấy là chị ý là tức là nôm na ra là thế này này, tức là nhá, ví dụ một công ty nào đấy mà muốn đào tạo nhân sự mà họ sẽ thuê mời giáo sư đầu ngành về đào tạo nhân viên cho họ, thì vị giáo sư đấy là sẽ có chuyên môn đúng không, vì đào tạo cho nhân viên mà, nhưng mà vị giáo sư đấy sẽ lại phải thuê cái công ty của chị em gái, cái kịch của em gái cô, để em gái cô sẽ lên toàn bộ cái bài giảng. Đấy, lên toàn bộ bài giảng
kiểu kiểu design ấy, kiểu design cái bài giảng, thiết kế bài giảng, và cô thấy là được trả lương rất cao các bạn ạ. Đấy, thiết không phải, nhưng mà không phải thiết kế bài giảng theo kiểu soạn bài đâu, mà ở đây là tức là phải tìm hiểu rất rất nhiều thứ và áp dụng rất nhiều công nghệ ấy. Đấy đấy, kiểu kiểu như thế các bạn ạ. Nói chung là cô thì vì là cô chưa thấy ở đây nó có cái nghề như thế, đâm ra cô cũng không hiểu sâu được, nhưng mà đại loại là chị cũng rất giỏi những cái công nghệ đấy, thì đấy kiểu công nghệ số ấy các bạn, và rất giỏi ngoại ngữ nữa, thế nên là chị như vậy. Và chị cũng đi dạy tiếng Pháp cho những nhân viên ở từ người Việt sang Pháp để mà làm việc, và khi mà tiếng Pháp chưa 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 có kiểu như là chưa tốt ấy, thì là em gái cô chị sẽ là đào tạo giảng dạy đấy. Chắc là các bạn đang nghĩ là à cô cho em xin info nhé, giỏi quá. Ừ đúng là giỏi thật, công nhận giỏi, cô cũng thấy giỏi. Chị lại nói đến ngoại ngữ cũng rất là quen, cũng rất là gì ạ, tức là gần gũi với chúng ta. Chúng ta là học tiếng Anh nhưng mà chị em gái cô là học tiếng Pháp. Chị ý nhá, là ngày xưa ấy là được giải nhất quốc gia môn tiếng Pháp, tuyển thẳng vào trường Đại học Ngoại thương Hà Nội, học xong một kỳ của Đại học Ngoại thương Hà Nội thì nhận được học bổng 100% của chính phủ Pháp. Cô Ngọc chẳng là gì cả, cô Ngọc rất bình thường, nhưng mà em gái cô công nhận giỏi thật, thật sự luôn đấy, và là một tấm gương đấy các bạn ạ. Nó sau này mà kể về tấm gương học gọi là gì nhỉ, tấm gương để học về học ngoại ngữ thực sự là mình, chị ý là một tấm gương đấy, thật sự luôn. Bởi vì các bạn biết không, khi mà thi vào trường chuyên ấy, trường chuyên của tỉnh Thái Bình ấy, là hoàn toàn cái chuyên Pháp ấy, là em chị cái chị đấy ấy, em gái cô là vắt từ tiếng Anh sang tiếng Pháp. Vì chị không thi đỗ chuyên Anh nên chị sẽ nhảy sang chuyên Pháp, chị được tuyển sang chuyên Pháp, thì là thì như thiếu 0,05 hay 0,5 gì đấy đấy, thế là bắt đầu học từ A bờ cờ tiếng Pháp đấy. Thế mà đi thi gì nhỉ, đi thi trung học thông quốc, à không phải, đi thi quốc gia, học sinh giỏi quốc gia thì được giải nhất. Và cái điểm điểm nói của chị ý là 2/2. Và cái hồi mà chị ở về Việt Nam này này, hay là ở Việt Nam hay trước khi đi du học nhỉ, cũng không nhớ cái mốc thời gian đấy, thì chị ý làm gọi là làm giám khảo được không nhỉ, ý là làm người chấm ý, người chấm thi của cái bằng đeo đeo gì đấy của Pháp ý, ở trên Tràng Tiền. Ừ. Bạn Dương Phanh Phanh bảo là chị ý học kiểu gì mà giỏi thế ạ, à, đúng không? Thì bây giờ cô giáo đang chia sẻ nhá các bạn nhá, chia sẻ về cách học ngoại ngữ nhá. Mà một trong những các cách mà để các con có thể có cái nhiệt nhiệt huyết để học ngoại ngữ ấy, đó chính là gì? Đó chính là phải nhìn ra được một tấm gương nào đó để mà noi theo. Đấy, đây là một tấm gương để cho các bạn noi theo và đã đạt được những cái thành tựu. Mặc dù là tiếng Pháp, nhưng thật ra tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật thì nó đều là ngoại ngữ cả, đều đều cái cách học như thế hết. Tất nhiên vào sâu cụ thể với mỗi một tiếng nó sẽ có một cái đặc điểm khác nhau, nhưng đại chung ấy, tựu chung thì sẽ có những cái cách học tương tự. Thì bạn đang hỏi là chị học kiểu gì mà giỏi thế cô, đúng không? Thì các bạn biết không, tức là cô vẫn nhớ như in là những cái ngày mà chị khi mà hai chị em học cấp 3 với nhau ấy, thì là cùng học chung trường, cùng học chung trường chuyên Thái Bình, nhưng mà hai hệ chuyên khác nhau và hai lớp chuyên khác nhau, và cô thì thích tiếng Anh mà chị lại thích tiếng Pháp, mà cô thì không thể nào mà nói tiếng Pháp được. Tức là thật sự mà nói là cô là có thể học được từ vựng, học được cấu trúc, học lý thuyết, nhưng mình không nói được ấy. Nói nó không hay ấy, bởi vì nó không có ngữ điệu hay. Cô thật sự không nói được ngữ điệu hay. Hoặc thậm chí là hồi lên đại học cô học, cô có đi học tiếng Hàn ở trường ở Nhân Văn ở Hà Nội ấy, nhưng thật sự cô cũng không nói được tiếng Hàn, bởi vì là cô không có cái ngữ điệu tiếng Hàn đấy. Nó phải có ngữ điệu thì nó sẽ nói hay hơn, thay vì mình chỉ là việc phát âm chuẩn, phải có ngữ điệu cơ thì nó mới nói hay được. Tiếng Anh cũng vậy, tiếng Anh thì mình nói được nhưng mà tiếng Pháp, tiếng Hàn thì không nói được. Thì chị gái, à em gái cô á, học như này các bạn này, rất kinh khủng luôn. 12 giờ cứ mình đi ngủ, hoặc là 1 giờ đêm mình đi ngủ ấy, thì nó cứ nói leo lẻo lẻo lẻo. Các bạn biết không, chị nhá đi ngủ từ 11 giờ đêm, nhưng 3 giờ sáng dậy, thế cái lúc mà cả nhà đang ngủ đấy thì nó lại dậy. Biết bạn biết để làm cái gì không? Không phải là chị ngủ đến lúc đấy dậy để dạy học ngoại ngữ đâu, không phải, mà để ôn thi cho kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Pháp. Và hồi mà chị đi thi là đã phải thi cả 4 kỹ năng nghe nói đọc viết rồi, kỹ năng nói rất khó luôn. Thì là chị dậy từ 3 giờ để chị ý kết nối với những cái người mà là người Pháp, nói tiếng Pháp bản địa ấy đấy, và chị
lên trên các cái diễn đàn để chị ý nói chuyện. Thế nên là nhá, nhà cô giáo ngập tràn tất cả những cái postcard, tức là những cái bưu thiếp ấy, gửi từ Na Uy hay là Thụy Sĩ, Thụy Điển hay là Pháp hay là vân vân và vân vân. Tức là kết bạn 4 bể 5 châu luôn. Tức là vào luyện tập và không không có tại sao mà bạn ấy được 2 trên 2 là điểm speaking. Cái điểm speaking là điểm nói là tuyệt đối. Rồi sau này bạn ý chấm thi cái bằng đeo của Việt của Hà Nội là bởi vì là như thế. Cái chính bạn ấy tạo ra cái môi trường. Trong làm gì có ở Việt Nam là cái môi trường nào mà xung quanh là người Pháp bản địa đâu. Đấy, và chị cứ nói leo lẻo lẻo tiếng Pháp với lại những cái người hồi đấy cô thấy bức xúc lắm, bởi vì là ngủ cùng phòng mà bức xúc cực kỳ luôn, bởi vì mình thì ngủ nó thì cứ leo lẻo lẻo ấy. Nhưng mà phải chịu thôi các bạn ơi. Đến bây giờ thì muốn gần nhau cũng không được, phải hai chị em thì hai đất nước khác nhau. Đấy, thì là học ngoại ngữ như thế đấy. Khủng khiếp không? Quá khủng khiếp. Xong rồi mỗi lần nó đi học nhá, thì nó mang sách thì phải nói là nó quá là nhiều luôn. Bởi vì tha không biết bao nhiêu quyển từ điển đi học nữa. Đấy, không biết bao nhiêu. Cô show ảnh em gái cô đi cô ơi à. Tên em cô là gì ạ? À? À, tên em gái cô là Mai Anh. Chị tên là Mai Anh nhá. Mà chị trông rất giống cô Ngọc. Nếu mà các bạn nhìn hai chị em cô thì sẽ thấy rất giống nhau. Nhưng mà cô chả thấy giống nhau. Nhưng mà giờ thấy giống rồi ấy. Giờ thì thấy giống. Ngày xưa chả thấy giống nhau gì. Thấy chả giống nhau gì cả. Thấy toàn bỏ mẹ là mẹ nhặt con à. Hay sao mà con chả thấy giống em gì. Nhưng mà giờ thì nhìn lại thấy công nhận giống nhau thật. Các bạn nhìn đầu tiên sẽ thấy rất giống cô Ngọc đấy. Đấy, chị học như thế đó các bạn ạ. Học ngày học đêm. Mà học là bằng cái, không coi đó là môn học, coi đó là một cái sự sở thích. Đấy là lý do tại sao khi chị đi du học ấy thì là chị có gia đình đỡ đầu luôn. Không ở ký túc xá đâu mà ở với gia đình đỡ đầu à. Đó chính là một cái anh mà bây giờ vẫn còn liên lạc với nhà cô và gọi là con nuôi. Đấy, con nuôi người Pháp và con nuôi người Việt đấy. Và tất cả những mối quan hệ mà chị tạo ra đều là tự chị ý tạo ra mối quan hệ dành cho chị ý. Nó sẽ bổ trợ cho cái việc học của chị ấy, việc thi của chị ấy. Nhưng sau này nó trở thành là cái con đường sự nghiệp của chị ý, trở thành cái sở thích của chị ý. Đấy, chị ý chọn tiếng Pháp chứ không phải là chọn tiếng Anh. Vì đầu tiên tiếng Anh không chọn chị ý. Chuyên Anh không chọn chị ý vì chị thiếu mất 0,5 điểm. Nên đôi khi nó là cuộc sống xô đẩy. Nó là mình không chọn nhưng mà cuộc đời lại chọn mình. Sau đó thì mình chấp nhận đúng không? Thực tại mình trượt rồi. Đúng rồi, mình chấp nhận thực tại mình đã trượt môn Anh rồi. Thì mình đã dồn tâm sức cho cái môn tiếng Pháp. Đúng chưa? Đấy. Giống cô chắc là xinh chuẩn. Ok. Thì đấy, chết dở, mình toàn PR cho em gái mình thôi. Nhưng mà công nhận, nếu mà các con mà tìm một tấm gương học ngoại ngữ thì đấy chính là một cái tấm gương cho bạn đấy nha, tấm gương. Mà cái chị Mai Anh đấy là chị tấm gương cho rất nhiều thế hệ học tiếng Pháp của trường. Bởi vì sao ấy, biết không? Bởi vì ở trường chuyên Thái Bình của cô Ngọc ấy là chưa bao giờ có giải nhất quốc gia môn tiếng Pháp. Và đến chỉ có chị Mai Anh thôi. Và cái năm mà chị Mai Anh thi học sinh giỏi quốc gia ấy, thầy chủ nhiệm, giờ cô vẫn nhớ cái thầy đấy, mặc dù là cô chưa học thầy đấy bao giờ vì cô có học tiếng Pháp đâu, là thầy Thuyên dạy ở Thái Bình, chuyên Thái Bình. Năm mà cầm quân đội tuyển quốc gia năm đấy là năm nghỉ hưu của thầy. Thì trong bao nhiêu mấy chục năm dạy ở trường chuyên Thái Bình môn tiếng Pháp, thầy Thuyên hay sao ấy, thì là đấy là lần đầu tiên có một học sinh của thầy mà lại là vào năm mà thầy nghỉ hưu là rực rỡ nhất, đấy là đạt giải nhất quốc gia môn tiếng Pháp. Và còn nhiều lắm, còn nói chung là như thế. Đấy là một tấm gương học ngoại ngữ cho bạn. Và với cô thì là chị ấy có gia đình chưa? Chị ấy chuẩn bị cưới nhưng mà dịch quá, đâm ra là không về Việt Nam cưới được nhá. Bạn trai của chị ý là cũng là rất giỏi, nhưng mà không phải giỏi tiếng Pháp, giỏi cái khác. Giỏi là bạn trai của chị ý là tiến sĩ nghiên cứu tàu ngầm ấy. Đấy. Tiến sĩ nghiên cứu tàu ngầm nghe vĩ mô nhở? Nghe kiểu mình không bao giờ chậm động đến được ấy. Gì mà cô nhìn thấy toàn là xin cốt cốt với lại cái gì mà alpha beta thôi. Nói chung là đấy, mấy cái công thức học vật lý với toán học các bạn ấy để cao cấp ấy, nó bắt đầu nó sẽ vận dụng khi mà các bạn làm tiến sĩ nhá. Người Việt. Cái bạn người yêu của chị là người Việt chứ. Ngày xưa trước khi mà anh ấy cũng được học bổng sang Pháp. Nhưng mà không phải là học bổng đại học, mà là cái anh đấy là giảng viên của trường đại học Bách Khoa.
giảng viên hay hay là lúc đấy mới là trợ giảng ấy, hay hay sao ấy. Nhưng mà học nhưng mà trong phòng phòng lab của Đại học Bách khoa Hà Nội, nói chung là đứng giảng rồi đấy, thì là bắt đầu là anh ý làm cái luận văn hay cái gì gì đấy cũng khó không biết nữa. Thế nói chung là anh ý được học bổng thì sang Pháp đấy, sang Pháp thì cũng đã ở đấy được 4 năm rồi. Thế còn là em cô chị Mai Anh thì đã ở được 7 năm rồi, năm nào chị cũng về, 2 năm nay chưa về được vì dịch đấy. Người Việt ở đâu cô, người Việt ở đâu cô, người Việt ở đâu cô là cái gì vậy? Được chưa? Thấy thấy nhiều động lực để học tiếng Anh chưa? Nhá. Rồi, nhấy nhiều động lực để học tiếng Anh chưa? Từ một người bình thường đúng không? Từ người mất gốc còn học được tiếng Anh như cô này. Thế còn như chị ý là tiếng Anh không chọn chị ý thì chị đã chọn tiếng Pháp thì là rất giỏi tiếng Pháp đúng không? Sau này thì là gì, ngoại ngữ sẽ giúp chúng ta có rất nhiều nghề đúng không ạ? Mà lại toàn những nghề hot thôi, đúng chưa? Ngoại ngữ ấy. Đấy, cho nên là rất rất là quan trọng các bạn nhá. Cô ơi, áp bảng điểm đi cô, tí nữa các bạn nhá. Ở cái gì đấy? Đồng thời năm 2012 đã đánh dấu một bước chuyển mới của đội tuyển Pháp với giải nhất đầu tiên của cô bạn mang tên Phí Thị Mai Anh. Mai Anh trúng tuyển vào lớp Pháp Nga trường chuyên Thái Bình năm 2009 với môn chuyên ban đầu là tiếng Nga. À tiếng Nga. Sau một thời gian theo học, Mai Anh cùng các bạn lớp Nga làm đơn chuyển sang học tiếng Pháp. Chỉ sau 2 tuần dưới sự dìu dắt dạy bảo tận tình của thầy Phạm Duy Phán. Những phút ngập ngừng ban đầu, cái gì đấy? Đứa nào tìm đấy Trần Hương Giang? Giang tìm thấy ở đâu cái thông tin này vậy? Trong quá trình học tập tại trường, bạn đã giành 2 giải 3 kỳ thi Duyên Hải Bắc Bộ năm lớp 10 và lớp 11. Sau mỗi cuộc thi, bạn đều tự rút ra bài học cho mình như làm bài thi một cách tiên vân vân để đạt được thành công trong cuộc sống. Lên báo á? Ờ, chắc cũng lên báo đấy. Thôi các bạn đừng nói nữa, cô Ngọc này đi đập đầu vào gối đấy. Em gái cô Ngọc giỏi thôi. Đấy, một tấm gương học ngoại ngữ cho bạn nhá. Em lên search Google được em gái cô rồi ạ. Thế à? Em vô lên báo đấy cô. Ờ, à, biết rồi, thôi thôi nhá, thôi nhá, thôi nhá. Biết rồi nhá, ok. Đấy, từ nãy giờ cô đang kể chuyện em gái cô mà. Nói chung là một tấm gương về học ngoại ngữ mà các bạn nên phải gì? Nên gọi là kiểu như là có thể là tham khảo cái cách học cũng như là tham khảo cái nghị lực của người ta, đúng không ạ? Đấy, mà đấy cô cũng nói là khi mà hồi ngày xưa học thì cảm thấy rất là cô, trời ơi, nó cứ nói tiếng Pháp leo lẻo các bạn ạ. Trời ơi, 3 giờ sáng nó dậy nó nói tiếng Anh, à nói tiếng Pháp với lại bạn người nước nào ấy chẳng biết. Xong rồi là dịp nào cũng không biết mấy chục cái bưu thiệp ấy, cái ở bên Tây ấy, người ta rất hay sử dụng postcard khi mà để làm quen. Đấy, người ta sẽ thế postcard để làm quen, nếu mà chúng ta ví dụ làm quen với người bạn Tây ấy thì chúng ta lên bờ hồ, chúng ta hay mua được những cái postcard mà người ta bán ở bưu điện ấy. Đấy, xong rồi là chúng ta kiểu như là chụp ảnh Hồ Gươm này, hoặc là cầu Thê Húc này, hoặc là chùa Một Cột này. Đấy, và kèm theo những cái dòng ấy, cô thấy đấy là một cái văn hóa rất hay nhá. Nhưng mà ở Việt Nam mình thì không thấy thế, nhưng mà nước ngoài thì thấy thế. Đấy, ok. Thôi, rồi, 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 ok, chúng ta có thể lên Google và tìm hiểu về chị ý nhá. Và bây giờ chúng ta chữa nốt 2 câu cuối cùng để cô còn áp bảng điểm nào. Câu 49 và câu 50 thì đó là phần gì kết hợp câu We almost gave up hope at that time the... Ui giời ơi, câu này hình như là cho rồi đây, đọc đến đây đã thấy quen rồi. Chúng tôi gần như đã từ bỏ hy vọng chấm. Tại thời điểm đó thì đội giải cứu đã đến, đội cứu hộ đã đến. Thế thì câu này nhá, chưa cần đọc 4 đáp án ABCD, che mắt để chưa đọc 4 đáp án ABCD. Nhìn vào câu gốc này thì mình đã nhớ ngay đến cái việc là hồi trước mình dạy học sinh rồi. Là hai câu như thế này, hai mệnh đề như này trong câu gốc, vì mình phải kết hợp lại với nhau thì chúng ta phải xác định được là mệnh đề nào xảy ra trước và mệnh đề nào xảy ra sau. Đúng không ạ? Mệnh đề nào xảy ra trước, mệnh đề nào xảy ra sau, đúng chưa? Thì cái câu 49 là cái mệnh đề xảy ra trước của chúng ta là từ bỏ hy vọng thì cái đội cứu hộ mới đến. Đúng không? Khi mà các bạn xác định được như thế thì các bạn mới làm đúng được cái câu 49 này, không là sai bét đấy. Câu này thì đoán chính xác sẽ là gì? Đương nhiên sẽ là đáp án gì? Đáp án này. Câu này mình sẽ dịch cho giáo như sau này. Chúng tôi đã trên bờ vực sắp từ bỏ hy vọng, tức là chúng tôi đã sắp từ bỏ hy vọng thì cái đội giải cứu lại đến, đúng chưa? Còn nếu như nhá mà chúng ta xác định nhầm là đội giải cứu đến, chúng ta mới từ bỏ hy vọng thì là chúng ta sẽ chọn sai đấy. Câu B dịch này, nếu đội giải cứu không đến, chúng tôi đã không từ bỏ hy vọng, câu này sai nghĩa. Câu C này, chỉ sau khi đội giải cứu đến chúng tôi mới từ bỏ hy vọng, sai về trật tự thời gian. Câu D này, mãi đến khi đội giải cứu đến thì chúng tôi mới từ bỏ hy vọng, sai tiếp, đúng không ạ? Rồi, tiếp theo câu hỏi số 50, finish lại cái bài hôm nay này. Họ thì đã kết thúc một dự án, chấm, họ bắt đầu dự án tiếp theo. Đây là một trong những câu cô đã từng cho 2K3 làm, thậm chí 2K4 một vài đề, hình như cô giáo đã chữa rồi thì phải. Rất nhiều bạn sai, trong khi đó nó rất là dễ. Họ hoàn thành một cái kế hoạch này rồi, họ mới bắt đầu
làm cái sau, đúng chưa? Chúng ta dùng cái cấu trúc gì? Chúng ta dùng cấu trúc là vừa mới làm sao thì đã, đúng không? Vừa mới thì đã, chúng ta khoanh C luôn. Nào, cấu trúc của chúng ta như sau này, hardly này, sau đó này chúng ta cộng với lại have này, cộng chủ ngữ này, cộng với P2 này, tức là đảo ngữ ở mệnh đề đầu, sau đó cộng với when này, cộng với gì? Một mệnh đề không đảo ngữ chia thì quá khứ đơn. Và nó sẽ bằng với scarcely này, đúng không? Tương tự đằng sau này, bằng với lại no sooner này, đúng không ạ? Rồi, cộng với have này, cộng chủ ngữ này, cộng P2. Nhưng nếu mà no sooner thì đi với than và cộng với mệnh đề chia thì quá khứ đơn, nó cũng có nghĩa là vừa mới thì đã. Thì câu này dịch là gì? Họ vừa mới kết thúc một dự án thì họ đã bắt đầu cái dự án tiếp theo rồi, đúng chưa? Rồi, như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong toàn bộ đề ngày hôm nay. Cô giáo sẽ cho đáp án chi tiết của đề này, toàn bộ dịch bài đọc điền và đọc hiểu cho các bạn, đăng lên trên page nha các bạn nha, được chưa? Rồi, các bạn có muốn nhận phần đọc giải chi tiết 29 trang của cô Ngọc không? Đọc điền đọc hiểu belly ha. Ừ, cũng được, được chưa nào? Ok chưa? Rồi. Uầy, giống cô thật ạ. Chào Google, em gái cô hả? Trông giống cô à? Ừ, giống cô thật đúng không? Đấy, chắc là người ngoài thì sẽ thấy rất giống, nhưng mà cô Ngọc ngày xưa ấy thấy chả giống gì cả, có hai chị em gì chả giống nhau, nhưng mà hóa ra lại là giống nhau thật. Ok rồi, nào thứ năm này nhá, cô Ngọc sẽ khai giảng khóa Lite, được chưa các bạn? Thứ năm tuần này cô Ngọc sẽ khai giảng khóa Lite. Thì cái khóa Lite này là khóa luyện đề giai đoạn 1. Đấy, luyện đề giai đoạn 1. Thì tất cả những bạn nào chúng ta muốn củng cố kiến thức này, tổng hợp lại những cái chuyên đề trọng tâm này, và chúng ta tăng cái kỹ năng phản xạ tư duy với đề, làm sao làm đúng 50 câu trong thời gian ngắn nhất, đúng không ạ? Mà lại phải chính xác nhất, thì hãy học Lite cùng với cô Ngọc. Và cô Ngọc sẽ khai giảng vào thứ năm tuần này. Buổi này là buổi rất quan trọng, nếu mà chúng ta đã có ý định là phải luyện đề tiếng Anh ngay từ bây giờ, đúng không? Tập trung cho môn tiếng Anh để lấy điểm 8, 9, 10 thì chúng ta hãy đăng ký ngay từ bây giờ. Đừng để đến khi mà các bạn đã chạy khoảng tầm 20 buổi chúng ta mới vào, đúng chưa? Có thể chúng ta vẫn có thể đuổi kịp được, nhưng lúc đấy chúng ta học nó hơi bị cập dập. Bây giờ chúng ta cứ vừa học vừa thanh thản mà học, đúng không ạ? Nhẹ nhàng mà học. Một tuần 2 buổi quá đơn giản, thêm một buổi chủ nhật cô Ngọc ôn cho từ vựng đọc hiểu riêng nữa, quá đơn giản, đúng không? Còn để thời gian học môn khác, đến khi mà các bạn ấy học được khoảng tầm 20 buổi rồi mình bắt đầu nhảy vào cái khóa học, thì đôi khi nhá, đôi khi học thì vẫn học được, nhưng chắc chắn các bạn có đồng ý với cô là mình sẽ cảm thấy bị hơi ngợp không? Đúng không ạ? Đấy, mình hơi ngợp đúng không? Là đối với những bạn nào mà hơi rụt rè một tí, không cởi mở lắm với môn tiếng Anh thì sẽ lại còn ghét tiếng Anh hơn, trong khi đó là mình muốn được điểm cao, đúng chưa ạ? Đấy, ví dụ bây giờ cô Ngọc mà dạy các bạn học ôn thi học kỳ 1 giờ, cô Ngọc đã ôn học kỳ 1 rồi, đúng chưa? Thì mỗi tuần cô Ngọc ôn 1-2 buổi. Thế là các bạn thấy là khi mà các đi thi là chúng ta có thể rất là làm rất tốt. Nếu như mà cô mà lại đến tận tuần cuối cùng sắp thi rồi cô mới ôn thì chắc chắn là cô cũng rất cập dập, đúng không ạ? Bây giờ cô đã đăng 10 đề ôn kỳ 1 trong Lite rồi. Các bạn vào học, đúng không? Trong đó đã có 5 đề có video chữa rồi, và 5 đề cô Ngọc sẽ chữa live cho các bạn ở trong khóa live VIP. Đấy. Và riêng nhá, khóa live VIP là đọc điền đọc hiểu được chữa hết, được chưa? Còn trên page thì cô Ngọc không chữa đọc điền, à không chữa đọc hiểu, mà nếu mà cô giáo làm đáp án chi tiết cho các bạn thì cô giáo sẽ dịch bài cho các bạn, được chưa? Đấy, hoặc là bạn nào mà chúng ta không đăng ký khóa học ấy thì các bạn tham khảo cuốn bộ 35 đề tuyệt đỉnh môn Anh của cô Ngọc để các bạn tự học nhá. Được chưa? Tự học cũng được, nhưng mà nếu như mà có một người thầy dìu dắt, chắc chắn quá trình học của mình nó sẽ nhẹ nhàng hơn và nó sẽ đúng lộ trình hơn, được chưa? Không phải cứ lấy một đề vu vơ nào ở trên mạng làm bài là rồi mình sẽ chắc mẩm là mình sẽ gì tăng được điểm đâu, mà vấn đề đó là mình phải làm từ dễ đến khó, mình phải căn kê thời gian cho đúng và phải có người chữa để ra được vấn đề, biết mình sai ở chỗ nào, đúng chưa? Bây giờ đăng ký Lite thì các bạn sẽ được tặng một hộp đề gồm có 5 quyển của cô Ngọc. Trong quá trình học không phải in đề ra nữa, đúng không ạ? Và chỉ những đề nào cập nhật theo thời gian thực thì các con mới in ra thôi. Đấy, còn là một vài, chắc là khoảng mười mấy cái đề đấy. Đấy, còn lại là chúng ta đã có hết trong hộp đề rồi, không phải đi in nữa. Nhiều khi đi in nó sẽ lẻ tẻ, nó rơi rụng mất. Đây mình có sách rồi, 5 quyển. Và chúng ta sẽ có học phí được ưu đãi 60% vào thứ năm này khai giảng nhá. Rồi, cô giáo hẹn các bạn sẽ gì nhỉ? Gặp lại nhau trong cái khóa Lite thứ năm, ok? Rồi bây giờ thì cô Ngọc sẽ xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Và hẹn các bạn vào buổi livestream sau nhá. Kể nhiều hơn về những tấm gương học giỏi tiếng Anh, học giỏi ngoại ngữ, được chưa? Được chưa, được chưa, được chưa? Em lên Google search được em gái cô rồi ạ. Rồi, ok. Thế á, bye bye và xin chào các bạn.
Nghe cô nói thấy mình cảm thấy thất vọng về bản thân. Không, sao mình lại phải thất vọng về bản thân hả em? Mình phải lấy đó làm động lực chứ, sao phải thất vọng, được chưa ạ? Nhá. Phải lấy đấy là một cái suy nghĩ hơi tiêu cực rồi, đúng chưa? Mình phải tích cực lên, mình phải nghĩ rằng là mình cũng sẽ làm được, đúng chưa? Mình làm được thì mình nhìn vào tấm gương đấy và mình cố gắng để được như họ, đúng chưa? Đấy. Ok, sau này không cần phải là ông nọ bà kia, chúng ta chỉ cần là những người mà sống tốt, có một cuộc sống mà tốt về cả vật chất lẫn tinh thần, báo hiếu ba mẹ, có một cuộc sống hạnh phúc vui vẻ hàng ngày, đúng không? Đi làm về đi ngủ là đầu óc thoải mái, không bị nặng đầu. Đấy, đấy là những cái thứ hạnh phúc, rất hạnh phúc của chúng ta rồi. Và có một câu là cô giáo thấy các bạn hay nói đấy, đấy là làm thế nào để tốc độ thành công của mình phải nhanh hơn tốc độ già đi của ba mẹ, đúng không? Đến tuổi, chỉ cần đến tuổi như cô vẫn còn trẻ, cô vẫn còn trẻ nhá. Rất thấy ngấm cái câu đấy đấy, khá khẽ, cho nên cố gắng nhá. Rồi, bye bye and see you next time.